Có người nói Shangri-La là thiên đường chốn nhân gian. Cũng có người nói đó là quốc gia lý tưởng của Shambhala trong kinh Phật. Hình như năm ngoái trong thành phố cổ của chúng ta có xảy ra trận hỏa hoạn. Chỉ còn lại ba nhà hơn 100 năm chúng tôi may mắn tồn tại. Mệt chết tôi rồi. Có nhìn thấy không? Nhiều nấm vậy hả? Hơn nữa nấm này rất to. Hết hạt tiêu. Làm sao đây? Mũi ngứa ngứa rồi. Sư phụ làm nhanh quá nên tôi theo không kịp. Cái ly này dễ thương thiệt. Xếp số 1 rồi. Đây là chính miệng sư phụ nói. Không phải tôi yêu cầu đâu. Bạn phải nói thầm Om Mani, bác mê hồng mới có thể giữ bình an. Đây chính là Shangri-La, nơi giao thoa của ba tỉnh, là nơi ba con sông chảy song song. Có thể tưởng tượng vẻ đẹp của nó, không nói cũng đã rõ. Có người nói Shangri-La là thiên đường chốn nhân gian. Cũng có người nói đó là một quốc gia lý tưởng của Shambhala trong kinh Phật. Rốt cuộc Shangri-La có giống như chúng ta nghĩ không? Trạm đầu tiên của chúng tôi bắt đầu từ thành phố cổ Độc Khắc Tông. Điều hướng bắt đầu. Có một bài hát như vậy. Em là Nhật Nguyệt trong lòng tôi, lạc tại nơi này. Nhật Nguyệt trong lòng này chính là Shangri-La trong tiếng Tây Tạng. Sao vậy? Chỉ nghe tên thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Còn tiểu áo hôm nay muốn đến một thành trì được người Tây Tạng xưng là thành phố Ánh Trăng, thành phố cổ Độc Khắc Tông. Sau khi tới thành phố cổ Độc Khắc Tông, tôi quyết định tìm một nơi dừng chân có vị trí tuyệt vời. Vị trí đó chính là vị trí tốt nhất. Vì chùa Phật lớn cách chỗ chúng tôi muốn tới khá gần. Nơi đó ở dưới chân chùa Phật lớn. Nhà trọ cũng rất đặc biệt. Có thể nhìn thấy tên Sướng Dương Phủ. Vừa nghe đã thấy mùi bá đạo rồi. Chính là nơi này. Chào cô. Chào cô. Chào cô, tôi quyết định ở trong nhà trọ của chúng ta. Cô có thể giới thiệu cho tôi một căn phòng đặc biệt hơn không? Ở bên đó hả? Đúng. Tiểu áo rất có mắt nhìn. Nhà trọ không chỉ có vị trí địa lý tuyệt vời, còn có phong vị cổ xưa. Đi vào phòng thì thấy cấu trúc LOFT, giường tròn màu hồng phấn, sân thượng rộng. Mỗi ngày được tiếng chuông chùa gọi dậy, đương nhiên là chuyện quá tốt rồi. Tới đây chính là vì muốn trải nghiệm điều này. Cho nên nơi này đơn giản chính là vị trí quá tuyệt. Cảm ơn cô đã giới thiệu, tuyệt thật. Chúng tôi đi làm thủ tục đây. Đặt phòng trọ xong, tiểu áo đi trò chuyện với bà chủ. Hình như năm ngoái có một đám cháy lớn ở thành phố cổ của chúng ta. Sao tôi thấy phòng trọ chúng ta giống như chưa từng bị ảnh hưởng gì? Là như vậy. Ngọn lửa lớn đó bắt nguồn ở phía bắc, sau đó đi về hướng phía nam. Nhưng vào lúc hơn 3 giờ, nhờ cơn gió chuyển mình, chúng tôi coi như may mắn sống sót. Còn lại 3 ngôi nhà chúng tôi. Chỉ còn 3 căn. Đúng. Sau đó 3 ngôi nhà này mặt trước đã bị thiêu cháy. Chúng tôi coi như là gặp mai vậy. Sau khi nhiều khách tới đều nói nhà chúng tôi nằm trong vùng đất cát tường. Không nói thì không biết, thì ra lai lịch của nhà trọ cũng không nhỏ. Trải qua trận thảm họa đó, 343 ngôi nhà bị thiêu rụi. Còn Sướng Dương Phủ vẫn có thể tồn tại như một kỳ tích. Nói đây là vùng đất phúc cũng không qua. Nói vậy nhà chúng ta có phải là ngôi nhà cổ nhất trong thị trấn cổ này không? Cũng được cho là vậy. Vì như vậy, thành phố cổ bị thiêu rụi thì sao có mấy cái. Lâu nhất là nhà kho cổ hơn 300 năm tuổi bị hủy trong chốc lát. Rồi hơn 100 năm, 7-80 năm cũng không còn. Còn như chỗ chúng tôi được hơn 100 năm rồi, coi như may mắn còn sót lại. Đúng, điều này không dễ dàng, rất may mắn, vô cùng may mắn. Căn nhà cổ là may mắn, nhưng trong đó cũng có không ít công lao của bà chủ. Thì ra bà chủ vốn là một du khách thích nhìn ra phía trước, nhưng lại bị nơi này thu hút. Năm 2012, bà chủ mua lại căn nhà kho cũ này và chuyển đến vị trí hiện tại. Điều này cho phép ngôi nhà cổ tồn tại sau trận hỏa hoạn năm 2014.
Vậy, lúc nãy tôi bước vào cửa, phát hiện tên nhà trọ cũng đặc biệt vô cùng, gọi là Sướng Dương Phủ. Tại sao gọi là Sướng Dương, sướng trong vua sướng? Sướng Dương Phủ, thực tế là vì lúc chúng tôi xây ngôi nhà này, đúng lúc năm ngoái, con gái tôi và con rể định chúng tôi xây xong là để hai đứa nó kết hôn. Sướng Dương thực tế là tên của hai đứa nó kết hợp lại. Còn phủ dựa theo đồng âm của dân tộc Hán chúng ta có nghĩa là phu, nghĩa là sướng dượng phu. Từ này đồng âm với sướng dượng phu, cũng vừa là tên của hai đứa nó ghép lại, cho nên mới đặt tên này. Thật không ngờ, thì ra ý nghĩa của dương phủ này lại là dượng phu. Nghĩ ra được cái tên có ý nghĩa như vậy, bà chủ đúng là tình cảm hơn những người bình thường. Lúc nãy tôi cũng nghe bà chủ nói đã đi qua nhiều nơi, rất thích du lịch, cuối cùng lại chọn Shangri-La. Tôi muốn hỏi lý do một chút, vì nhiều nơi sẽ thấy cũng rất yên tĩnh và giản dị. Ví dụ như Tây Tạng, những nơi ở Tứ Xuyên, nơi cao hơn một chút, tại sao cuối cùng lại chọn Shangri-La? Vì tự tôi cảm thấy, thực tế tôi không nghĩ nhiều về chuyện này, tôi muốn ở đâu cũng không nghĩ tới mức nhiều như vậy. Bây giờ thật là trận lửa lớn này cũng làm cháy nhiều đồ cổ xưa. Giống như món đồ cũ này giờ còn rất ít. Thực tế cũng không thấy nhiều. Có lúc tôi nhìn thấy những cây cột lớn này trong nhà chúng tôi, nhìn những thanh gỗ này, ngược lại cũng cảm thấy an ủi lắm. Kiến trúc thành phố cổ tuy bị hư hỏng nặng, nhưng kiến trúc mới đang không ngừng mọc lên. Tin là sẽ mau chóng thôi, chúng ta sẽ thấy một ngôi nhà cổ có sức sống mãnh liệt hơn. Tiểu Áo đặt phòng trọ xong, tiếp theo cũng nên đi tới nơi mà cô ấy luôn nhắc tới. Nhưng muốn tới nơi này không phải là chuyện dễ dàng. Đeo nổi không đó? Nhìn tư thế của Tiểu Áo đúng là cất bước gian nan. Ngọn núi này là công viên Quy Sơn nổi tiếng một vùng. Ngay từ thời Khang Hy, nó đã ở đây nhìn ra toàn thành phố. Còn bến xe cầu nguyện lớn nhất thế giới nằm trong công viên này. Nó cao 21 mét và nặng 60 tấn. Thân chính được làm bằng đồng nguyên chất mại vàng. Một bộ sưu tập vô số báu vật và kinh chú Phật giáo gọi là kho báu của Đức Phật. Có thể thấy bánh xe cầu nguyện lớn như vậy, bốn người lực lưỡng đồng thời kéo nó mới có thể di chuyển được. Cho nên, bạn có thể thấy hai chiếc giả khi kéo nó. Bạn xem nhiều người cũng kéo mà không nổi. Kéo cũng không nổi vì nó quá nặng. Bánh xe cầu nguyện cao những 5 tầng, cũng chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể di chuyển được. Còn việc di chuyển bánh xe cầu nguyện thế nào cũng cần phải nghiên cứu, phải thuận theo chiều kim đồng hồ. Dòng xoay chuyển nếu là số lẻ thì ít nhất cũng phải quay 3 vòng mới được. Như nghe nói, mỗi một lượt quay tương đương với việc niệm 1,24 triệu danh hiệu Phật giáo. Quay 3 vòng thì có thể giải trừ tai họa và cầu may mắn. Lúc quay bánh xe cầu nguyện, thường thì bạn phải nói thầm Á Mani Bát Mê Hồng mới có thể giữ bình an. Bánh xe cầu nguyện khổng lồ khí thế hào hùng, mang lại vô số phước lành cho du khách. Tiểu Áo cũng coi như đạt được một trong những mục tiêu của chuyến đi này. Tiếp theo, đi một vòng quanh thành phố. Đi một lúc thì có phát hiện mới. Wow, gấm đen ni tây. Có vẻ như gấm đen ở đây rất nổi tiếng. Chúng ta vào trong xem thử. Chào cô. Chào. Chỗ chúng ta chuyên bán đồ gấm đen đúng không? Đúng, chủ yếu là bán đồ gấm đen. Tôi đi đâu cũng nghe đến ni tây. Số cuộc ni tây là nơi nào? Thôn ni tây, nơi làm gấm bằng đất sét, được gọi là làng than đôi. Nghe nói gấm đen ni tây rất đặc biệt phải không? Đúng, nhà nào chúng tôi cũng theo truyền thống. Các sản phẩm gốm khác nhau của Ô Tất Ma Hắc đúng là tay lão luyện chân chính. Bạn không thể tìm thấy ở nơi khác. Nhưng cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương không thể thiếu nó. Suốt hàng ngàn năm lịch sử, những đồ gốm đen này có nhiều chức năng khác nhau. Lớn thì làm nồi hấp, nhỏ thì làm ly nước. Coi như vật trang trí trong nhà thì nó đều làm được. Nhìn xem, nồi lẩu bò Tây Tạng. Ở đây cũng có. Nồi lẩu này thì bao nhiêu một cái vậy? Cái này chỗ chúng tôi là 220 tệ. 220 tệ một nồi lẩu à? Có phải dùng cái nồi này hầm thịt bò thì mới thơm không? Khá là thơm. Dù sao đồ nấu trong nồi lẩu này so với nồi bình thường thì chắc là ngon hơn. Chắc ngon hơn còn thơm nữa. Đúng.
Nghe tới đây, Tiểu Áo không nhịn được mà sinh ra khao khát vô hạn với lẩu bò Tây Tạng, nên không ngừng đi tìm một nhà hàng lẩu. Đi dạo cả ngày tôi đã mệt rồi. Trước khi tới thì có nhiều người bạn đã nói với tôi nhất định phải tới Shangri-La để thưởng thức nồi lẩu bò Tây Tạng, vì nó là hương vị Shangri-La đặc biệt nhất. Còn nữa, nồi lẩu bò Tây Tạng nghe nói rất bổ. Bây giờ trời cũng tối, nhiệt độ cũng giảm, chúng ta mau chóng đi tìm món gì cho ấm bụng đi. Nồi lẩu bò Tây Tạng, đây chắc là bò Tây Tạng được ưa thích. Sinh sống ở cao nguyên không ô nhiễm này, ăn cỏ để sống, thịt rất mềm. Nồi lẩu bò Tây Tạng thậm chí còn được nấu với thịt bò hầm xương, vừa béo vừa gầy, còn có gân. Luộc bằng nồi đất đặc trưng và than củi của dân địa phương, không chê vào đâu được. Tiểu Áo kéo ông chủ Trần của cửa tiệm cùng thưởng thức mùi vị này. Vì ăn nồi lẩu bò Tây Tạng thì cần chú ý những gì? Ví dụ phải ăn lót dạ món gì, hay là phải ăn cùng món nào đó, kèm rượu lúa mì, kèm bơ, hay là cứ ăn là được thôi? Cứ xịt nước tương lên là có thể ăn được. Bò Tây Tạng có nhiều cách ăn, ăn sống cũng được nữa. Thịt bò Tây Tạng có thể ăn sống sao? Xịt nước tương lên rồi sau đó ăn. Xịt nước tương? Đúng vậy. Cách ăn đó hơi tanh, tôi vẫn quen nấu chín rồi mới ăn. Vậy chúng ta ăn chung đi. Tiểu Áo đã không kịp chờ lâu. Mùi vị của bò Tây Tạng ra sao đây? Khó nhai quá, nhiều gân quá. Chỉ cần ăn một miếng thôi, bạn nhai cũng mất khá lâu mới có thể tiêu hóa hết miếng thịt này. Hơn nữa, tôi đoán miếng thịt này bạn ăn 3-4 miếng về cơ bản thì đã có cảm giác no bụng rồi. Sau khi ăn bữa cơm này, tôi đoán cả ngày bạn không cần cảm thấy đói. Cảm thấy nồi lẩu lớn rất là khủng. Đúng thật, thịt bò Tây Tạng là món khá cứng. Ăn thịt bò Tây Tạng không chỉ có thể chống lại tác dụng phụ trên cao nguyên, còn có thể bổ sung thể lực. Vào dịp lễ lộc này nọ, người Tây Tạng đều quây quần bên nhau, vui vẻ ăn lẩu thịt bò Tây Tạng, mùi vị thơm nức. Nếu nhiều người thì không chỉ có thể gọi một nồi lẩu, còn có thể nếm thử thịt bò Tây Tạng còn sống, nếm thử món chân bò thái lát này. Vậy chúng ta tranh thủ lúc lửa than còn cháy, mau chóng cùng nhau nếm thử đi. Nhà trọ phong vị cổ xưa, niềm vui khi ăn miếng thịt to. Đây không phải là giang hồ, là nhật nguyệt trong lòng bạn, Shangri-La. Người dân Tây Tạng ở Shangri-La hít tiêu trong cuộc sống thường ngày của họ. Hít tiêu vào làm mũi ngứa ngứa. Kho báu được chôn vùi trong núi sâu. Mệt chết tôi rồi. Nhiều năm vậy sao? Vậy cùng theo chân Tiểu Áo xuất phát thôi. Trong phạm vi thành phố cổ này có rất nhiều làng Tây Tạng. Dân Tây Tạng lại vô cùng nhiệt tình, mong muốn bạn có thể tới nhà làm khách. Cho nên hôm nay tôi cũng tới một ngôi làng như vậy. Có thể thấy rất nhiều tòa nhà Tây Tạng điển hình thuộc loại này, giống như tòa nhà Tây Tạng đó. Nhà của người Tây Tạng còn có giá để phơi cỏ, thực ra chính là dùng để phơi lúa mạch. Nhìn xem, bên đó có một con bê đang ăn cỏ. Cái giá này cũng có nguồn gốc của nó. Ngoại trừ việc phơi cỏ ra, còn có một cái tên khác, chính là giá phơi chồng. Đồng bào Tây Tạng chúng ta là người biết luân lý đạo đức. Nếu người đàn ông làm chuyện bất trung đối với phụ nữ, người phụ nữ có quyền cởi đồ của chồng mình, đem treo lên cái giá này, phơi 3 ngày 3 đêm. Ai cũng biết khí hậu của cao nguyên rồi, buổi trưa rất hanh, còn ban đêm rất lạnh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, buổi tối có thể đạt dưới 0 độ. Có thể tưởng tượng người đàn ông đó, một khi bị trói lên cái giá này, phơi 3 ngày 3 đêm. Sự đau khổ đúng là khó mà nói thành lời, và sẽ không tái phạm chuyện bất trung nữa. Chính là nguyên nhân này đây. Đã nghe nói về tình yêu, phơi nắng, tắm trăng. Lần đầu nghe nói chuyện phơi chồng. Tin là lúc này không ít khán giả nữ đã dứt bỏ một cái nhìn sắc bén. Không ít nam giới cũng toát mồ hôi. Thả lỏng nào. Người Tây Tạng tuy có tập tục độc đáo như vậy, nhưng mà phần lớn dân Tây Tạng đều nhiệt tình hiếu khách. Điều này Tiểu Áo vừa mới vào nhà của người Tây Tạng, họ phục vụ cô ấy một bữa sáng ngon lành, còn làm trà bơ cho cô ấy uống. Cô chủ nhà của chúng ta đang làm gì? Đang làm trà bơ.
Là trà này đúng không? Đúng vậy. Tôi nhìn thử xem. Chính là cho trà vào cái xô này, sau đó... Cho trà vào đó, sau đó cho muối vào, rồi cho bơ vào khuấy đều. Khuấy coi như là quá trình để làm hỗn hợp. Một quá trình trộn. Trà bơ là thức uống đặc biệt ở nhà người Tây Tạng, có tác dụng chống rét và tỉnh táo tinh thần. Tác dụng làm dịu cơn khát. Cô chủ nhà chiết xuất bơ trên thịt bò Tây Tạng, cho vào nước trà đun sôi, giã trên gián gỗ nhiều lần. Bơ và nước trà hòa chung vào nhau, hương nồng tinh túy. Vậy thì trà bơ mọi người có thể uống quen hay không? Người bình thường thực sự uống không quen trà bơ. Chúng tôi thì chưa hẳn là vậy. Chúng ta cứ để người bên này nếm thử xem. Trước tiên cho cô gái xinh đẹp này nếm thử, có thể uống được không? Hơi mặn hả? Đây đây, người này chắc từng trải nhiều cảnh đời rồi, nếm thử đi. Giống như uống rượu vậy. Cô không biết tôi có một nửa là người gốc Kham hay sao? Anh ấy nói mình có một nửa là người gốc Kham. Tôi hỏi một chút, theo phép lịch sự, chúng ta nên uống hết chén trà này không? Không được, không thể uống hết sạch được. Tại sao? Phải giữ lại một chút, vì đây là truyền thống của chúng tôi ở đây. Chính là, anh xem, phải giữ lại một chút. Tôi giữ rồi là cô uống hết mà. Uống trà bơ không thấy đấy là phong tục độc đáo và lịch sự của người Tây Tạng. Có người nói uống trà bơ giống như trước khi kết hôn, sau đó mới yêu nhau. Ngụm đầu tiên mùi vị khó chịu, ngụm thứ hai để lại mùi thơm, ngụm thứ ba mãi mãi không quên, càng uống càng thích. Uống xong trà bơ, tiểu áo còn có một yêu cầu. Tôi rất tò mò, chính là nấm tùng nhung. Vì đối với chúng tôi, những người không thường ăn nấm tùng nhung. Nấm tùng nhung rất quý, có thể nói chính là loại nấm màu trắng, màu vàng đều đáng giá. Đúng vậy. Giờ hôm nay tôi có thể đi theo cô chủ cùng hái nấm tùng nhung không? Được thôi. Sau đó nếm thử nấm tùng nhung. Được mà. Nấm tùng nhung là một loại nấm ăn thuần tự nhiên quý hiếm, được mệnh danh là vua của vi khuẩn. Nó có một hương thơm mạnh mẽ độc đáo, và loại nấm dược liệu tự nhiên quý hiếm trên thế giới. Người ta nói nấm tùng nhung ẩn trong núi. Tiểu áo còn mang đồ trang bị vào núi. Đây chính là một công cụ được người dân địa phương sử dụng để đào nấm tùng nhung. Hơn nữa, lúc bạn thấy con đường bình thường mình đi, còn có thể ủng hộ để thỏa mãn trí tuệ của đồng bào Tây Tạng. Hơn nữa, lúc nãy cô chủ có nói, tại sao lại là nấm tùng nhung? Tại sao phải đi tới ngôi làng nấm tùng nhung? Nấm tùng nhung bình thường lớn ở gốc cây thông này. Hơn nữa, nấm tùng nhung sẽ lớn lên ở cao nguyên. Khí hậu càng thấp thì nấm sẽ phát triển hơn, cho nên sản lượng cũng thấp. Nó trân quý vậy đó. Chúng ta tiếp tục thôi. Chờ tôi với. Bụi gai khắp nơi. Hái nấm tùng nhung không chỉ khảo sát sức chân, thể lực, còn khảo sát nhãn lực nữa. Cho dù sống ở trong làng Tây Tạng, nếu không có kinh nghiệm cũng rất khó tìm thấy nấm tùng nhung. Ở đây có ba cái. Cô tìm ra rồi hả? Khó tìm như vậy lại bị chúng ta phát hiện rồi. Là nấm tùng nhung đúng không? Đúng vậy. Phát hiện ở đâu vậy? Chết tôi mất, khó tìm quá. Thật là... Trời ơi. Giận mai, tới với chúng tôi đi. Nhìn thấy chưa? Nhiều cây như vậy. Còn là những cây cổ thụ không? Chúng ta phải làm sao mà đào? Tôi sợ đào hư nó. Từ phía dưới rễ của nó. Chỗ này đúng không? Đúng. Nhìn xem. Nấm tùng nhung nhỏ này, tôi có thể nếm thử một chút không? Đào chỗ này nữa hả? Đúng vậy. Đào chỗ này sâu một chút. Như vậy hả? Lúc thấy nấm tùng nhung, nhất định phải bảo đảm tính nguyên vẹn của nó. Nếu không, nó sẽ không còn đáng giá. Nấm tùng nhung bình thường nấp trong rễ cây thông và được bao phủ bởi những lá thông dày. Có thể tìm được là điều rất may mắn. Cho nên, tiểu áo thân là người sành ăn, mang đến cho nhà hàng địa phương nấm tùng nhung mới hái, muốn nếm thử vị tươi của nó.
Chúng ta hỏi cửa hàng này có thể giúp chúng tôi chế biến món nấm tùng nhung không? Chào anh là ông chủ ở đây hả? Đúng vậy. Tôi nghe nói gà nồi đất của chúng ta ăn rất ngon. Nhưng sáng sớm tôi từ bên chỗ người Tây Tạng cùng nhau đi hái nấm tùng nhung. Nấm tùng nhung này rất quý. Tôi không biết anh bên này cũng có thể giúp tôi chế biến để tôi nếm thử được không? Chế biến thì chế biến vậy. Nấm tùng nhung tươi như vậy thì ăn như thế nào? Cách nấu ăn rất đơn giản, có thể giữ hoàn toàn hương vị và dinh dưỡng của nấm tùng nhung. Món mọi người gọi đây rồi. Chào cô. Đây là nấm tùng nhung chiên. Tùng nhung chiên. Món này có thể nhúng vào lẩu. Cảm ơn, cảm ơn. Hai cách ăn: nấm tùng nhung chiên và nhúng nồi lẩu. Trước tiên thả vào lẩu cái đã. Chúng ta tới để thưởng thức món nấm tùng nhung có mùi vị ra sao. Quả nhiên là vua của vi khuẩn. Mùi của nấm thơm vậy sao? Kết hợp được nhiều nguyên liệu, nào là ớt xanh, ớt cay, còn thịt nữa. Dù các loại gia vị được thêm vào nó, nhưng vẫn không thể giấu được hương vị của nấm tùng nhung. Tôi phát hiện sau khi ăn nấm tùng nhung, tất cả mùi vị của các loại nấm khác đều bị lu mờ hết. Không biết sau khi ăn món lẩu này có phải càng thêm tươi ngon. Mùi vị của nấm tùng nhung chiên cũng không tệ. Món nấm tùng nhung và gà ta là một sự kết hợp hoàn hảo. Hai món ăn tươi ngon trong nồi đất của địa phương, gia chạm nhau trong súp nóng, vị giác đều được thỏa mãn. Nhưng mà nói tới cách ăn tươi nấm tùng nhung vẫn phải làm như vậy. Nghe nói nấm tùng nhung này là loài nấm duy nhất trên thế giới có thể ăn sống. Người bạn nhỏ đã đồng hành cùng tôi suốt buổi sáng. Thực ra cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Phải ăn bạn thôi. Miếng nấm tùng nhung cắt xong rồi. Bạn xem, người bạn nhỏ đã đồng hành cùng tôi suốt buổi sáng. Nay đã giảm cân thành công. Cởi đồ ra càng giống thục nữ yểu điệu. Hương vị càng thêm tươi mới. Xin lỗi nha. Không được lãng phí. Về món thịt bò Tây Tạng, bí quyết món gà ta nấm tùng nhung ngon, trừ nguyên liệu tươi mới, chân tướng còn có. Có một ngôi làng làm đồ gốm tốt nhất, chính là nơi này, làng Thang Đôi. Tiểu Áo vẫn luôn đi tìm vị bạn mà tiết lộ đáp án. Đã là số 1 rồi. Đây không phải do tôi nói, đây chính miệng anh nói. Đây không phải tôi yêu cầu anh ta nói. Mọi người chắc chắn phải cho đoạn này vào. Điều hướng bắt đầu. Đi về phía trước, thôn đi Tây. Nếu bạn lái xe đi tuyến Dương Nam Tây Tạng, khởi hành từ Shangri-La đến Đức Khâm để vào Tây Tạng lần nữa, bạn nên đi qua nơi như vậy, chính là thôn Ni Tây. Chúng tôi đang ở thành phố Shangri-La, thấy rất nhiều đồ thủ công bằng gốm đất sét có xuất xứ từ thôn Ni Tây. Nhưng ở thôn Ni Tây có một ngôi làng làm gốm tốt nhất chính là nơi này, làng Thang Đôi. Nghe nói nhà nào cũng làm đồ gốm. Chúng tôi tới đây là tìm một vị sư phụ làm gốm. Ở Shangri-La, nhà nào cũng có thể thấy được sản phẩm gốm đen. Đồ gốm đen nổi tiếng nhất ở làng Thang Đôi Ni Tây. Nghề làm gốm thủ công bắt chước hơn 1.000 năm trước, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiểu Áo chính là tìm nhà của sư phụ làm đồ gốm này. Cuối cùng chúng ta đã tới rồi. Xưởng làm việc của nghệ nhân làm gốm Tôn Nặc Thất Lâm chính là ở rìa của ngôi làng này. Thầy Tôn Nặc có thể nói là một bậc thầy rất rất nổi tiếng về gốm đất sét, đất cao vọng trọng. Nhưng mà tôi cũng học từ Internet, thầy Tôn Nặc vào tháng trước đã qua đời. Nhưng chúng ta vẫn còn gặp may, vì con trai cả của ông ấy chính là truyền nhân của ông. Anh Lạc Tam vẫn còn ở đây. Sư phụ vẫn đang làm gốm hả? Chào anh. Xin chào. Chào sư phụ, anh đang làm quy trình nào vậy? Bây giờ có thể nói là bước thứ hai. Bước thứ hai? Bước thứ hai. Cơ bản đã thành hình rồi. Đúng vậy, sắp thành hình rồi. Còn phải làm vài bước nữa. Còn phải làm vài bước à? Nói tới làm gốm thì không thể thiếu bước. Cho dù sư phụ Lạc Tang về dặn kinh nghiệm, một ngày cũng chỉ có thể làm ra một sản phẩm. Tiểu Áo cũng muốn thử xem học cách làm ly nước với sư phụ Lạc Tang. Bước đầu tiên chúng ta làm chính là đáy ly. Đây, đáy ly chính là cái này, chính là miếng này. Nhiều vậy đủ chưa? Đúng rồi, đủ rồi. Như vậy, dùng lòng bàn tay dỗ như vậy, mỏng một chút.
Làm nhanh quá, tôi hoàn toàn theo không kịp. Tay thì đập như vậy nè. Đập vậy là được hả? Đúng vậy. Còn đây là bước cán bộ phải không? Thật không ngờ, tiểu áo nhỏ đất sét còn tìm thấy cảm giác cán bột mì. Nhưng mà nóng bụng này đắt hơn bột mì. Đất sét được sàng lọc nghiêm ngặt, lọc qua từng lớp, sau đó mới có thể yên tâm tiến hành nhào nặn. Trải qua nhào nặn kỹ càng, tiếp theo có thể tạo thành hình rồi. Sau khi tôi gõ xong thì cái ly biến mất rồi, vẫn bị nứt. Nhìn tôi đập hai tay từ phía trong. Đúng đúng, vừa đào vừa đập. Phải gõ cho nó thành hình tròn. Đúng vậy. Bước này hơi khó. Nói ra thì bước làm gốm đen ni tây thật ra không hề phức tạp. Điều khó là ở kinh nghiệm của sư phụ và lực của bàn tay. Nhìn thấy tiểu áo làm ra vật thể không xác định này, thợ nhiếp ảnh không nhịn được, muốn ói ra. Tiểu áo, cái ly này của cô... Sư phụ nói mọi người chắc chắn phải cho đoạn này vào. Tiểu áo được sư phụ khen không kiềm chế được. Để sư phụ giúp trang trí cốc, tự mình ngồi khắc tên. Bây giờ tôi rất muốn cười thật tươi, không phải cười phóng túng. Nhìn cái ly của tôi lúc này. Nhìn cái ly của tôi. Màu sắc loang lổ. Tuy sư phụ có vẽ lên, không thể không nói cũng rất là tinh tế, nhìn rất đẹp. Nhưng trong lòng tôi quan niệm là không thể so với cái ly của tôi, vì cái ly của tôi đã trút hết tâm huyết của mình vào đó. Sau khi sư phụ giúp một tay, ly của tiểu áo cũng thành hình rồi. Cái ly hoàn thành bình thường cũng cần phơi ngày đêm trong bóng râm, rồi nung trên đống lửa, cuối cùng cho vào đống củi dụng đã cháy cho lên màu. Như vậy là đại công cáo thành. Bây giờ tôi đem tác phẩm còn dang dở của mình rời khỏi làng Thang Đôi. Ngôi làng cách biệt thế giới như vậy, một nhóm thợ thủ công sống ở đây, cuộc sống hàng ngày của họ, chuyện đầu tiên lúc mở mắt ra chính là làm đồ gốm. Tôi cũng hy vọng rằng kỹ năng này có thể lan truyền ở mọi nơi trên thế giới. Đừng để sự khéo léo tinh tế này bị thất truyền. Thành phố cổ, con đường cổ, tay nghề lão luyện, vừa tươi mới vừa xa xưa. Bất kể là thiên đường chốn nhân gian, hay là đất nước lý tưởng Shangri-La, hay là nhật nguyện trong lòng, tóm lại là nơi rất đáng cho mọi người theo đuổi. Đây chính là Shangri-La. Khách du lịch từ khắp mọi miền đất nước, không thể nghi ngờ. Tôi nói sai rồi. Hoan nghênh du khách đến từ khắp nơi, mọi miền trên đất nước, các nơi trên thế giới. Chờ chút nữa sân bay, tôi lại nói sai rồi. Lúc trước tôi chỉ là một kẻ ngốc bay khắp đất nước. Chỗ tìm thấy khá dân dã, không phải là phong cách Tây. Ly của tôi rất đặc biệt. Du khách bình thường sẽ không thử cái này, bởi vì tôi thuộc loại đầu óc trí tuệ. Nổi loạn nữa. Lần đầu tiên bước vào cổng, tôi có cảm giác như đang bước vào cổng một ngôi biệt thự. Khi đi dạo ở Âu Trứng, chúng ta có thể thấy bao nhiêu hộp đèn như vậy, được dùng để nuôi tầm và ươm tơ. Đi thôi, chỉ cần đặt nó vào, nó nhìn giống như tóc. Tôi có bị mất tiền không? Thật là rắc rối khi trở thành một cô gái giang nam. Tìm được rồi. Đồng sách quá đông và say thật. Bạn có hài lòng không? Hài lòng. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Bây giờ vẫn còn một chút xanh. Số 320 chính là ở đây. Cái này đã được nấu chín. Cái này đã được nấu chín rồi. Nhanh thật. Con đường đá ở Âu Trấn chúng ta quá khó đi. Trong trường hợp vali của tôi bị thương, tôi sẽ xách nó và đi bộ. Vị trí hiện tại của tôi ở đây, tôi phải đi đến đó. Được rồi, đi theo tôi.
Hôm nay, Tiểu Hàm đã đến với niềm mơ ước của biết bao thanh niên văn học nghệ thuật thị trấn nước Âu Trấn. Âu Trấn nằm ở cuối phía bắc của thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, được biết đến là dòng họ chăn gối cuối cùng của Trung Quốc. Đây là một trong 6 thị trấn cổ ở phía nam sông Dương Tử, được chia thành 2 cửa Đông và Tây. Ở Tây Sách có nhiều xưởng thủ công mỹ nghệ và cửa hàng truyền thống, nhưng chủ yếu là chỗ ở và giải trí thư giãn. Nếu Đông Sách là một tiểu gia bích ngọc tươi tắn và giống như thật, Tây Sách là một người trầm lặng và điềm đạm, thì hành trình của Tiểu Hàm sẽ bắt đầu từ Tây Sách ở Âu Trấn. Vấn đề đầu tiên cô ấy phải giải quyết ở đây là gì? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần giải quyết khi ra sân là vấn đề ăn ở. Vậy sao Hàm ca lại không chuẩn bị? Là một thắng cảnh với điều kiện ăn ở tốt nhất ở Âu Trấn, là danh lam thắng cảnh ở Âu Trấn với điều kiện ăn ở tuyệt vời. Vậy khách sạn và nhà trọ nào là lựa chọn yêu thích nhất của Tiểu Hàm? Khi đi bộ ở Âu Trấn, chúng ta có thể thấy rất nhiều hộp đèn như vậy, đúng không? Chính là nó. Khi bạn nhìn thấy những hộp đèn như vậy, xin chúc mừng, bạn đã tìm được khách sạn. Thực ra chỉ cách Âu Trấn khoảng 2 km, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hộp đèn như vậy. Xin chào, tôi là chủ nhà ở đây, mời qua bên này xem thử. Được, bạn đưa tôi đi xem nhiều một chút. Được. Tại sao lại gọi là chủ nhà, không phải nên gọi là ông chủ sao? Vì bạn sống ở đây nên chúng tôi muốn tiếp bạn chu đáo và chăm sóc bạn bằng những dịch vụ tốt nhất. Vì vậy họ được gọi chung là chủ nhà, không có ông chủ ở chỗ này đâu. Không có ông chủ, dịch vụ như gia đình. Đúng vậy. Vậy sân này thuộc về nhà riêng của chúng ta? Tất cả đều thuộc về gia đình của chúng ta. Các homestay của Tây Sách hầu hết đều nằm ở hai bên bờ sông Tây Thị. Mặt tiền hướng ra sông, sân sau dám mặt nước. Bạn có thể bước vào con phố cổ Tây Sách và chỉ cần để cửa sổ ra là có thể thưởng thức những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Ở một nơi ở thân tình như đến thăm nhà một người bạn cũ ở một nơi khác. Nếu bạn là người thích sôi động thì có thể đến đây. Có thể ngồi đây để ăn. Dọn bàn khi ăn, có thể ngắm nhìn dòng nước đông sôi động bên ngoài. Sau đó bạn có thể thưởng thức cây cầu và dòng nước chảy. Điều đó thật tuyệt. Nhưng đối với tôi thì tôi vẫn thích một số nơi yên tĩnh hơn. Là một khu du lịch, Âu Trấn có nhiều sự lựa chọn về chỗ ở. Để tìm một nơi ở yên tĩnh, lý tưởng, Tiểu Hàm đã đến ở nơi này. Mới bước vào cổng đã có cảm giác bước vào một ngôi nhà lớn. Nhìn vào thì thấy thiết kế của cửa nhà và những thùng rác ở đây đều được thiết kế lồng chim. Nhưng nơi này giống như một hội quán, nhìn vào có cảm giác như một cung điện. Theo quan niệm của hầu hết du khách, nhà ở phố cổ nên là homestay và nhà trọ. Còn khách sạn, resort, gối nước kết hợp phong cách trang trí hiện đại trên cơ sở kiến trúc truyền thống và khu vườn riêng. Nội thất của tòa nhà cổ kính là tất cả các trang thiết bị hiện đại. Dù là phòng họp sang trọng hay là bể bơi trong nhà sang trọng, đây đều là tiêu chuẩn khách sạn sao và có thể được miễn phí sau khi nhận phòng. Điều này thực sự khiến Tiểu Hàm ngạc nhiên. Hồ bơi. Vì lần này chúng tôi đến Âu Trấn rất gấp, tôi không mang theo đồ bơi nên không thể xuống nước được. Nhưng mà, rốt cuộc một khách sạn tốt hay xấu vẫn phụ thuộc vào chất lượng của căn phòng. Trên thực tế, chúng trông khá hiện đại từ bên ngoài, nhưng nó vẫn khá cổ điển sau khi thực sự đi vào bên trong. Bạn nhìn đây, chiếc đèn này được thiết kế với một chiếc lồng chim. Vậy bạn nghỉ ngơi trước đi. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Cảm giác về một con đường quanh co dẫn đến một nơi vắng vẻ. Cách sắp xếp của căn phòng này rất tinh tế và mang phong cách cổ điển. Nó phù hợp với tôi. Nhưng liệu nhóm chuyên gia trở lại thoải mái có khiến Tiểu Hàm chơi Âu Trấn dễ dàng như vậy? Sao lại có phong bì? Là đang chào đón tôi đến khách sạn sao? Tiểu Hàm thân mến, chào mừng bạn đến với Âu Trấn, một thị trấn nước ở phía nam sông Dương Tử. Để trở thành một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn ở thị trấn nước phía nam sông Dương Tử là một nhiệm vụ đòi hỏi phải học hỏi nhiều kỹ năng sống. Nhiệm vụ 1, bạn cần đánh dấu vị trí trên bản đồ để học cách nuôi tầm. Giáo viên ươm tơ sẽ đánh giá chất lượng phần thưởng tùy theo tình trạng học tập của bạn. Chúc bạn thành công. Đây có phải nhiệm vụ của tôi không? Tôi sẽ làm nhiệm vụ hả? Nghề trồng dâu nuôi tầm ở Âu Trấn cực kỳ phát triển. Chất lượng hoa tầm liên quan trực tiếp đến đời sống của người nông dân. Đối với những việc quan trọng, người ta sẽ đặt ra một số điều kiêng kỵ và nhiều thói quen sinh hoạt cũng sẽ vây quanh họ. Nó thay đổi và ngay cả giải trí cũng không thể tách rời họ. Theo thời gian, hàng loạt phong tục về tầm ăn hoa đã hình thành ở chỗ này. Tìm được rồi.
Có rất nhiều câu nói hay về nghề trồng dâu nuôi tằm. Một trong những truyền thuyết yêu thích của tôi là truyền thuyết kể rằng vào thời cổ đại, sau khi Huỳnh Đế đánh bại Si Du, ông đã thành lập một liên minh bộ lạc và lãnh đạo mọi người phát triển sản xuất ngũ cốc và may quần áo. Việc này được để lại cho người thiếp nhà Nguyên là Luy Tổ. Tuy nhiên, Luy Tổ đã phát hiện ra một loại quả màu trắng có thể đun sôi trong nước để kéo ra một sợi tơ dài vô tận với những con tằm sống bên trong. Kể từ đó, Luy Tổ bắt đầu con đường trồng dâu nuôi tằm. Về sau, Luy Tổ tự tay nuôi tằm. Sau đó, hoàng đế cũng ra lệnh cho thần dân của mình cùng nhau trồng dâu nuôi tằm, được truyền từ đời này sang đời khác cho đến thời cận đại. Tôi chuẩn bị bắt đầu thử thách đầu tiên của mình. Hãy cùng xem nghề nuôi tằm ươm tơ ra làm sao nhé. Đi thôi. Tiểu Hàm tìm thấy xưởng tơ lụa Ích Đại ở Tây Sách, nơi cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Có rất nhiều quy trình sản xuất dâu nuôi tằm. Hôm nay tôi sẽ học nghề từng người một và cuối cùng trở thành thợ dệt lụa. Đây là giáo viên của tôi hôm nay. Xin chào cô. Xin chào. Vậy bước đầu tiên của chúng ta trải những cái này ra nhiều để làm gì? Đây là kén. Kén sao? Cái này chính là kén kép. Kén kép hả? Hai con tằm ở bên trong. Cuộn này không thể quay được. Nó có hai màu. Cho dù có hai con bên trong nhưng có hai màu cũng không quay được. Đây là một cái kén hai màu vì nó có những lỗ hổng bên trên. Tại sao nó lại đóng kén bằng phẳng như vậy? Con tằm bị bệnh. Nó chết, không có nhiều sợi tơ. Cho nên nó bằng phẳng hả? Loại khó khăn này đã qua. Bạn thật đáng thương, đây là kén thượng hạng sao? Cái này có thể quay được. Sau khi quay tơ và rút lụa ra, trên kia là gấm, tơ lụa làm thành tơ lụa. Làm tơ lụa. Các loại kén tằm được chia thành kén kép, kén thứ cấp và kén thượng. Để đáp ứng yêu cầu của việc ươm tơ, Tiểu Hàm phải chọn những kén thượng có thể quay được trong số những kén này. Hiểu được các loại kén, Tiểu Hàm quyết định so tài với sư phụ, xem ai có thể chọn nhiều kén hơn sau một phút. Chúng ta bắt đầu chọn kén được không? Bắt đầu. Nó đang chết dần trong xưởng sản xuất. Chết nhanh vậy sao? Vậy giống như tôi. Như vậy uống canh cũng không đủ. Bị bỏ đói chết. Sao bạn chọn nhanh vậy chứ? Đây là cái kén thượng được tôi chọn lọc kỹ càng. Nhưng các bạn thấy giáo viên tôi vẫn bóc xuống. Khoảng cách này quá lớn đúng không? Thưa cô, chúng ta đã làm xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là gì? Nấu kén. Nấu kén. Cảm giác như cái nồi to trong xã của người ta. Phải đổ nó vào sao? Bỏ vào túi. Bỏ vào túi. Được. Đặt cái này trực tiếp vào đây. Đun sôi nó như vậy một lát. Cho thêm một ít nước lạnh. Còn phải cho nước lạnh sao? Cho nó bớt nóng đi. Nhiều lần, kén thượng hạng phải nấu nhiều lần. Nấu trong khoảng 18 phút. Nấu kén là quá trình sử dụng sức nóng của nước để làm trương nở và hòa tan sericin xung quanh tơ kén. Đây là khâu then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng của lụa. Ngoài việc nấu kén bằng hơi nước để sản xuất hàng loạt, Ích Đại còn giữ lại quy trình nấu kén thủ công truyền thống này để du khách trải nghiệm. Xem một lát. Gần xong rồi thì có thể lấy nó ra, đặt nó trực tiếp ở đây. Khi kén đã chín, bước tiếp theo là quay sợi. Thiết bị kéo sợi ở đây cũng được chia thành hai loại. Một là thiết bị bán cơ giới hóa, dùng để sản xuất hàng loạt. Quy trình đơn giản, chỉ cần đặt kén, kéo tơ tự động. Nhưng mà điều Tiểu Hàm muốn trải nghiệm không phải là cái này. Không sai, đây là công cụ Tiểu Hàm muốn trải nghiệm, xe đạp kéo sợi. Bánh xe quay được sử dụng trong thời Quảng Châu này là một món đồ cổ chính hiệu, không dễ dàng để quay được nó. Tôi đang ngồi đây, mọi người có thể tưởng tượng ra túp liều tranh của chúng tôi trên núi. Sau đó có tôi và người yêu của tôi. Sau đó là nam làm công, nữ dịch giải. Anh ấy đã ra ngoài làm trang trại. Bây giờ tôi bắt đầu quay tơ. Vẫn có những yêu cầu đối với giày. Được, để tôi thử xem. Đạp vậy sao? Cho nên loại máy này không có tác dụng tốt bằng. Tốc độ này có yêu cầu gì không, thưa cô? Không có gì. Không có gì. Cái chân này của tôi có ngắn không? Xe đạp chú ý đến tay và chân. Dùng bàn đạp để điều khiển máy chạy. Dùng cả hai tay để thực hiện các công việc như sâu, luồn. Nhưng Tiểu Hàm dường như chỉ di chuyển chân trong suốt quá trình. Thưa cô, tiếp theo chúng ta có dệt được không? Vẫn chưa được. Chưa được sao? Phải làm gì nữa? Mang sợi tơ đi sấy khô. Sấy khô? Đạp mỏi cái chân.
Lật xe lên cao có nghĩa là cứ quay đi quay lại. Cái này đã được phơi khô rồi. Thật giống y chang tóc trắng. Rất giống tóc trắng. Có thể làm tóc giả không? Điều này quá xa xỉ rồi. Cái này đã được tẩy trắng và làm khô rồi. Cái này đã được sấy khô, rất là mềm. Cái này đã có thể mang đi dệt được rồi đúng không? Đi thôi. Làm khăn quàng. Tôi tiễn cô đến đây thôi, chúng ta đến đây là được rồi. Cô ấy cũng không đi với chúng tôi sao? Ở phía bên kia là xưởng dệt gấm đen, chính là để dệt lụa. Bên xưởng có giáo viên ở đó, bạn có thể qua đó yêu cầu họ chỉ bạn làm. Được rồi, cảm ơn cô giáo. Tạm biệt. Tạo ra lụa tốt mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng của Tiểu Hàm là sử dụng những tấm lụa này để dệt gấm đen. Gấm đen nổi tiếng vì nó được sản xuất ở ô trấn. Nghề thủ công vô cùng phức tạp, chỉ dệt được 5-6cm một ngày. Có thể dí như một inch vàng. Giáo viên đã giới thiệu xưởng dệt gấm đen này. Đó là gấm đen Trung Quốc Đại Hoa Lâu. Chiếc máy kết cấu bằng gỗ nguyên chất dài 5,6m, rộng 1,4m, cao 4m này, với những chi tiết máy cực kỳ phức tạp nhất. Máy kết cấu chất lượng được mệnh danh là bậc nhất trên thế giới. Nó cần được vận hành với sự hợp tác của hai người thợ dệt. Mặc dù tôi đang ngồi ở đây, nhưng tôi không có ý tưởng gì hết. Cô ơi, tôi phải làm sao đây? Mang cái này đẩy lên trên. Đẩy lên. Lấy một con thoi khác và đẩy nó lên một chút. Giữ nó bằng tay. Được. Được rồi, thả lỏng chân bằng tay này. Dùng tay sờ, chạm mạnh, đổi chân. Rồi đập mạnh, đập lên đi, đẩy nó lên. Đẩy lên trên hả? Không dám ném. Cô ơi, tôi ngốc quá rồi, phải làm sao đây? Chủ yếu là cái này quá đắt. Được rồi, tôi biết tôi cần nâng nó lên và gỡ nó xuống. Xin lỗi cô giáo. Không sao. Xin lỗi. Không sao đâu. Tôi có phải bị mất tiền không? Là một cô gái giang nam thường là rắc rối. Xem ra đây là một nữ nhân giang nam trầm mặc. Cũng giống như con thoi vậy, lang thang giữa những sợi tơ đi tới đi lui. Thời gian lặp lại cái gọi là năm tháng như thế này. Tiểu Hàm còn phải rèn luyện rất nhiều. Thưa cô, mặc dù hôm nay nghề dệt của tôi không được tốt và tôi luôn nỗ lực vượt qua trở ngại đó, nhưng cô có hài lòng với ngày hôm nay của tôi không? Vẫn còn được lắm. Được sao? Vậy xem ra đối với một người mới, tôi vẫn là khá tốt đúng không? Đúng. Phải rồi, cô giáo là người e thẹn ngượng ngùng. Thưa cô, đây thực sự là một dự án thử thách mà con đã thực hiện ngày hôm nay. Con có một phần thưởng, đó là gì? 390. 390? Đó có phải là số nhà không? Bạn tự mình đoán xem. Đúng là một giáo viên nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ tự đoán. Nhóm chương trình này đã cho tôi một phần thưởng hay là hình phạt đây? Được rồi cô giáo, tạm biệt. Tôi phải đi tìm 390 của tôi đây. Tới một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Giang Nam, các du khách sao có thể lãng phí thời gian quý báu như vậy được? Nơi này giống như mê cung vậy. Nhưng mà người luôn thích chụp ảnh như Hiểu Hàm, lúc này chỉ có thể thấy những người thoải mái này chụp ảnh, âm thầm rơi lệ. Anh biết số 390 ở đâu không? Đây đúng là khó tìm quá. Chúng ta đi hỏi cô ấy thử xem. Chào chị. Chị có biết số 390 ở đâu không? Cô đi Đông Sách đi. Đông Sách? Đúng. Đông Sách không phải rất xa sao? Đi qua bên đó, đi bộ một lúc là tới. Được rồi, tạm biệt chị. Chị có biết số 390 ở đâu không? Rượu Tam Bạch hả? Là một loại rượu trắng. Nước trắng, cơm trắng, mì trắng. Cảm ơn chị, cảm ơn. Tìm thấy rồi. Rượu Tam Bạch. Thì ra là một loại rượu. Đầu thời nhà Minh, ngành công nghiệp rượu của Vũ Trấn vô cùng phát triển. Nhưng khi lịch sử thay đổi, xưởng rượu có mặt khắp các đường phố, dần dần trở thành các cửa hàng đa dạng. Nhưng mà còn có một xưởng rượu lâu đời, tới nay còn nằm ở Đông Sách của Vũ Trấn, duy trì quy trình sản xuất rượu truyền thống nhất. Rượu Tam Bạch sản xuất tại đây có hương thơm nồng, mùi rượu đậm đà, đưa vào miệng thì nhẹ nhàng, hương thơm vô tận, tiếng tăm vang xa. Đây chính là điểm đến của Hiểu Hàm, nhà máy rượu Cao Công Sinh. Rượu Tam Bạch, tôi tìm cậu chất giả lắm. Thì ra đây chính là xưởng rượu Tam Bạch. Tôi còn tưởng là số 390 gì đó chứ.
Tìm cực tới như vậy, hiếu hàm trước tiên phải có một chung để làm dịu cơn khát. Rượu tam bạch 55 độ sử dụng nghề thủ công truyền thống. Sử dụng gạo trắng, mì trắng và nước trắng làm nguyên liệu, làm bằng tay mà ra. Gạo trắng là gạo nếp trắng, mì trắng là chỉ men rượu màu trắng, còn nước trắng chính là nước giếng sâu của địa phương. Do đó, nó có tên rượu tam bạch. Tại sao lại có lỗ ở giữa? Sau khi rượu này chảy ra theo nước chủ yếu để tản nhiệt. Sau khi lên men, nước của nó sẽ tụ lại ở giữa. Đúng vậy. Như vậy sao? Ngọt thiệt đó. Lần lên men đầu tiên rượu tam bạch, dùng gạo nếp nấu chín và men rượu, trộn và lên men thành rượu ngọt. Sau đó thêm nước theo tỷ lệ tương tự, chương trong 20 ngày để trở thành rượu gạo. Có rượu nào được lên men sắp lấy ra được không? Gần như lấy ra được rồi. Cái này hả? Đã được ủ thành rượu gạo. Bả rượu đã bị chìm xuống rồi. Bả rượu đã bị chìm xuống. Bả rượu đã bị chìm xuống chứng minh là được rồi. Lần lên men thứ hai của rượu tam bạch, cho rượu gạo lên men đầu tiên vào bình và để kín trong vòng 3 tháng. Không còn vị ngọt nữa. Không còn nữa. Đúng vậy. Lấy cái này ra để nghiền. Lấy cái này ra để nghiền. Đây gọi là nồi chưng cất. Cho rượu gạo vào trong cái nồi này. Rượu lên men ép xong thì để lên xửng chưng cất thủy phía dưới như vậy. Hơi nước đại khái sẽ đi qua như vậy. Lọc qua nồi chưng cất, rượu tam bạch tươi mới được ra lò. Nếu rượu đầu là trên 70 độ. Trên 70 độ? Bây giờ chắc là rượu đầu rồi. Nếu là loại rượu này thì là 50 độ. Rượu trắng tươi từ nồi lúc nãy ra, quý vị thế nào? Người có tửu lượng không tốt, đúng là không thể tới xưởng rượu. Bạn đi một vòng thì đã cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Nhưng mùi rượu của rượu tam bạch đúng là không tệ. Tôi cảm thấy ba tôi chắc sẽ rất thích. Tôi sẽ đem về một ít. Nếm thử rượu tam bạch xong, tiếng chiên và trống thu hút sự chú ý của Hiểu Hàm. Thì ra, đây là sự kiện truyền thống hàng năm của Vũ Trấn. Vào tháng 3, tháng 4 hàng năm, nông dân từ bốn phương tám hướng tập trung tại thị trấn trong thời gian nông nhàn, tới đền Vũ Trấn để thắp hương và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo tục lệ cũ tới đền dân hương. Trong thời kỳ này, nhiều vở kịch dân gian truyền thống đã xuất hiện. Chiên trống náo nhiệt, sáo trúc tệ tượng, trong vòng ba dặm vẫn có thể nghe thấy. Ông Mao Thuẫn gọi đó là lễ hội quan lạc ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nếu bạn lúc này mà tới thành phố Hương Khói Vũ Trấn, có nhiều hạng mục nhất định phải xem. Một là biểu diễn võ trên thuyền, phát triển từ phong tục thuyền nhân cổ đại luyện võ trên thuyền để chống lại bọn cướp. Lễ hội khác là một cột cao ở trên thuyền, cũng có tên là thuyền qua tầm. Người biểu diễn bắt chước các hình thức tầm ăn dâu trên cột cao, sống động và ngoạn mục. Ngoài ra còn có những chiếc thuyền màu trắng giống như cuộc đua thuyền trồng, đánh trống khua chiêng, anh đuổi tôi chạy, ngụ ý chủ đề tình gắn kết quê hương, cày bừa vụ xuân. Nhiều buổi biểu diễn hay ho như vậy, sự lựa chọn của Hiểu Hàm là gì đây? Vị trí của tôi lúc này chính là cuộc tuần hành qua tầm. Đây là đàn tiên qua tầm của chúng tôi, có phải đẹp lắm không? Những người kia là thị nữ. Thị nữ hả? Vậy được rồi, tôi cũng là thị nữ. Nếu nói thành phố Hương là lễ hội quá trang của nông dân, chuyến tuần hành qua tầm đó lại là chiếc phao đẹp nhất trong lễ hội này. Những người nuôi tầm cầu nguyện để được thần linh che chở, không chỉ đến thắp hương cầu tầm ở thành phố Hương, còn phải ăn mặc như một nàng tiên qua tầm. Tiểu Hàm, người nhận được sự quan tâm của mọi người, ở giữa tàu bị nhiễm phải ánh sáng của nữ thần. Lúc chúng ta tuần hành qua tầm thì có ba con thuyền sao? Đúng. Phía trước thuyền đầu, họ phụ trách gõ trống khua chiên sao? Đúng. Vậy giữa chúng ta là đương nương, còn phía sau? Phía sau là tầm nương. Tầm nương, nàng tiên. Bây giờ chúng ta tới bờ rồi hả? Đúng, lên bờ thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ đỡ cô xuống. Tôi là tầm non, thích hợp không vậy? Thích hợp, cô hài lòng không? Hài lòng. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Tôi đúng là không có khiếu dễ dời. Bây giờ còn có một chút xanh. Số 320 chính là ở đây. Hình như một chút như vậy. Giống như đây là bánh bao hấp của nhà chúng ta vậy. Dệt và nhuộm một đời ở Giang Nam vô cùng nổi tiếng. Chúng ta có thể thấy nhiều mô tả một số cảnh về xưởng dệt nhuộm Giang Nam này trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm nó. Thử thách thứ hai của tôi là nhuộm vải.
Giải bông quả tiết xanh lam nổi tiếng ở Trung Quốc. Vũ Trấn là một trong những nguồn gốc của giải bông quả tiết xanh lam. Giải bông quả tiết xanh lam là thủ công dân gian truyền thống ở nước tôi, có lịch sử nhuộm hàng ngàn năm. Hiếu Hàm sẽ học dễ trong xưởng giải này. Bản khắc, đánh bột, màu nhuộm, sấy khô và các quy trình khác nhuộm ra một giải bông quả tiết xanh lam thuộc về riêng bạn. Lớp học cho cô gái của anh Hàm bắt đầu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên chính là miêu tả, đúng không? Đúng vậy, miêu tả. Lúc nhỏ tại sao tôi không học vẽ chứ? Chỉ cần làm theo mô tả này thì được rồi. Theo cái này. Có mẫu làm theo thì được rồi. Tôi đúng là không có khiếu dễ dời. Bước đầu tiên là phải phát họa ra trên giấy, rồi phải dựa vào bản vẽ mà đi khắc. Tại vẽ tranh của Hiểu Hàm rút cuộc như thế nào? Cái này... Tôi vẽ sao rồi hả? Sư phụ cũng không cách nào cứu giúp tôi. Cũng đỡ rồi. Đây là tranh của tôi. Đây là tranh của thầy. Đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như là như vậy thì chúng ta dùng bản của sư phụ đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu bước thứ hai là bản khắc. Chính là khắc theo đường đó. Khắc cái màu đen này ra là được rồi. Thực ra bản khắc này có lẽ cũng là một loại công việc tỉ mỉ. Được, để tôi thử xem. Bản khắc chính là dựa theo bản vẽ miêu tả mà làm, khắc ra một bức chạm rỗng. Quay văn trên giải phụ thuộc vào nó. Có bản vẽ của thầy làm mẫu, Hiếu Hàm khắc ra được bản mẫu, chắc cũng không khác biệt quá nhiều. Sư phụ đã thất vọng với tôi rồi. Tôi vốn tưởng bản khắc này rất là dễ, giống như trò thủ công chúng ta hay làm lúc nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ nó lại khó như vậy. Bây giờ tôi đã khắc tới nỗi đau lưng luôn. Sau đó thì thầy thực sự không chịu được nữa. Thầy nói dội là để nó xuống để thầy làm. Sau đó thầy tới giúp tôi khắc. Vậy bây giờ tôi đã khắc xong. Chính là như vậy. Mọi người cứ coi như tôi khắc là được. Bản khắc của chúng ta đã được hoàn thành. Bước tiếp theo chính là... Thầy ơi, có phải là phủ bột không? Phủ bột thì tới đây. Được rồi, đi phủ bột thôi. Dùng bùn làm từ đậu nành và vôi, phủ lên mặt bản khắc trống, lấp tất cả các rãnh, mở màn giấy ra. Bùn hiển thị mẫu vẽ ở lớp vải dưới chờ bùn. Cái này, đây là in xuống dưới luôn sao? Đây là vải chúng tôi đã phơi khô suốt một tuần, phải không thầy? Đúng vậy. Vậy bây giờ chúng ta đi nhuộm vải thôi. Cái này trước tiên để mặt này trước. Đây là nước sạch phải không? Đúng vậy. Nhúng mặt này trước. Nhúng thấm mặt này là được phải không thầy? Thấm cả mặt này nữa. Để ở đây nè. Trong này có gì vậy thầy? Rễ bản lam. Rễ bản lam. Lá của rễ bản lam bị nghiền nhỏ, bị oxy quá rồi đem nhuộm vải. Để từ từ vào sao? Cái này phải để từ từ vào. Đạt được tiêu chuẩn màu lam rồi thì cần tới 8 lần. Nhào một chút thì làm 6 lần, 4 lần là đủ. Để ở đây trong vòng 7-8 phút rồi cầm qua đây. Bên này khô ráo, bây giờ vẫn còn hơi xanh. Chúng ta chờ sau 7 phút nữa nó sẽ từ từ chuyển sang màu lam. Nhưng mà màu xanh lam này là một lớp màu xanh lam rất nhạt. Rất nhạt, đúng vậy. Tổng cộng số lần cô phải làm là 8 lần thì mới thành công. Được rồi. Sau khi giải có hình được nhuộm màu xong, chỗ ban đầu bị bụng bao phủ đã rơi hết. Các phần không được tô màu tạo thành các mẫu đẹp. Vậy nhiệm vụ thứ hai của chúng ta chắc đã thành công, đúng không thầy? Đúng vậy. Hôm nay thầy có hài lòng với tôi không? Rất hài lòng. Rất hài lòng hả? Tôi đã thành công rồi. Vậy tôi có quyền đi ăn món gì ngon ngon rồi. Bánh hoa mai, cô tới chỗ này, số 320. Vừa nói sẽ ăn ngon, thầy đã nói bánh hoa mai. Vậy chắc phải ngon lắm. Đúng vậy. Được thôi, chúng ta đi tìm số 320 tìm món ngon. Chào thầy. Chào cô. Chào. Thực tế là Hiếu Hàm đã hoàn thành 1% công việc trong quá trình nhuộm. Đạo diễn cũng không tính toán nhiều. Như vậy cũng có thể coi là thành công. Thật là tổ ekip dễ dãi nhất trong lịch sử. Vậy thì phần thưởng của cô ấy ở đâu? Số 320. Thầy nói là số 320. Cửa hàng bánh Cẩm Ký. Có phải nơi này không? Số 320. Chính là ở đây. Lúc nãy trên mặt gọi là bánh thắng chắc. Tại sao thầy lại nói với tôi là bánh hoa mai? Có thể vì hình dạng của nó rất giống hoa mai nên thầy mới nói với tôi là bánh hoa mai. Bánh thắng chắc, thân hạng cao, bánh gạo chưng cất, hương vị rất ngon. Truyền thuyết kể rằng người dân Vũ Trấn vì chào mừng những người lính trở về sau chiến tranh và trạng nguyên bản vàng nên tạo ra loại bánh thắng chắc có hình dạng hoa mai, lấy sự đồng âm của nó để đề cao tính tốt lành. Chào mọi người, tôi có thể vào trong không? Được, vào đi.
Tôi rửa tay trước đã, vì tôi chút nữa phải làm một chút. Vừa thấy có món ngon, Thiếu Hàm lập tức đi vào sau bếp, chủ động bố trí nhiệm vụ cho mình làm bánh ngọt. Xem ra các tín đồ ăn uống đều không cách nào kháng cự nổi bất kỳ tiệm ăn nhỏ náo nhiệt nào. Chào ông chủ, tôi có thể giúp anh một chút được không? Được chứ. Được. Ông chủ này đúng là biết ăn nói. Đơn giản, cô làm vậy là được. Được, xem ai có thể may mắn ăn được bánh của tôi đây. Nhiều quá rồi. Hả? Tôi thành thật quá. Dư nhìn là thành thật rồi. Được rồi, xem ai mua cái này đây. Vậy được chưa? Cào bớt đi. Cào bớt nữa hả? Được rồi. Đẹp lắm, cho điểm. Cảm ơn, chị đúng là vua nịnh mà. Bình thường chúng tôi chỉ cần 30 giây, của cô cần thấp một lúc nữa. Vậy làm thêm một cái là được. Càng làm càng nghiện. Lần này Hiếu Hàm so với các nhiệm vụ lúc nãy thì chuyên tâm hơn, tuyệt đối kiên trì đích thân mình làm xong mới được. Cũng chẳng trách cô ấy đối với bánh thắng chắc quan tâm tới vậy. Điều chỉnh lượng bột gạo nếp, cho nhân đậu đỏ vào giữa, trang trí thêm mứt quả, để vào nồi hấp 30 giây. Bánh lấy ra vừa trắng vừa mịn, vừa mềm vừa ngọt, quả với vị chua ngọt của nhân đậu đỏ và mứt quả, cơ bản con gái không thể từ chối mùi vị này. Món này đã làm xong rồi. Đã nấu xong rồi, giờ tôi phải nếm thử cái tôi làm mới được. Đây là bánh tráng nếp, có thể ăn phải không? Cô còn nhận ra cái nào của cô không? Tôi nhận ra cái này, vì nó có nhiều nhân đậu đỏ nhất. Đúng rồi, nhân lội ra kìa. Đúng, đây là bánh thắng chắc do chính tay tôi làm. Có thể lúc nãy tôi có hơi thật thà quá, để quá nhiều nhân đậu đỏ nên có hơi ngọt. Cái này thật ra giống như món bánh ở đảo Hương Thum ở Bắc Kinh của chúng tôi. Lúc ăn từ từ thì hình dung như vậy, rất giống bánh màng thầu ở nhà chúng ta hấp. Bánh tự mình làm đúng là ngon thật. Cửa hàng này thật ra cũng không lớn, nhưng mọi người đều chen chân xếp hàng. Điều này chứng minh sức hút của nó. Đây chính là phần thưởng hôm nay của tôi, bánh thắng chắc. Chúng ta từ nuôi tầm ươm tơ đến nhuộm vải, rồi tới bánh thắng chắc này. Tôi còn tưởng là một cô gái giang nam đơn giản vậy sao? Không, còn có chuyện khác đang chờ tôi nữa. Đi vào vũ trứng như thể bạn đang ở trong một bức tranh sơn mài, đi bộ trên con đường đá được tạc bởi thời gian này. Tôi đóng giả làm cô gái giang nam. Sau khi làm xong hàng loạt các công việc mà cô gái giang nam làm thời cổ đại, e là sẽ bị quỷ đi bức tranh này mất. Cho nên tôi vẫn tiếp tục cưỡi. Muốn cùng tôi gọi là tương tác với tụi ekip, theo dõi số đăng ký ở cuối màn hình của chúng tôi. Thế giới đẹp biết bao, có nhiều điều bất ngờ đang chờ bạn. Dời, hiệu ứng ngón tay miếu mật. Tha cho tôi lần này đi. Tôi nghĩ chuyện này quá bi thảm. Chào. Ngày mai hãy làm đi. Ngày mai tôi sẽ làm một chương trình, nó nghiêm túc lắm. Sự can đảm của những đứa trẻ bình thường lớn hơn nhiều so với người trưởng thành. Có gan thì hãy đến khu phố Tàu phía đông. Điều hướng bắt đầu, hãy đi tiếp 1,4 km trước đông bộ qua Kiều Thành của điểm đến. Sau đó lái xe ngay phía trước. Thâm Quyến là một đô thị thịnh vượng trong suy nghĩ của hầu hết mọi người. Và những điểm đến mà chúng tôi sắp xếp cho Tiểu Ngũ hôm nay là núi, hồ, khách sạn sang trọng và phong cảnh kỳ lạ. Đó chắc chắn là một trong những nơi tốt nhất để thư giãn. Nhưng Tiểu Ngũ không hề nghĩ vậy. Vị trí tôi đang ở bây giờ cách thành phố Thẩm Quyến khoảng 40 phút lái xe. Có gì trong đó? Bạn thật sự có thể biết bằng cách nhìn vào chiếc váy của tôi hôm nay. Lịch trình của tôi hôm nay chắc chắn không dễ dàng vì nhóm chuyên mục ác độc. Đông bộ qua Kiều Thành, nằm ở Đại Mai Sa, Thẩm Quyến.
những khu rừng ở Vịnh Hẹp, những ngôi nhà, khu vườn, thị trấn nhỏ và những gì bạn muốn xem nhất. Tôi muốn khóc quá. Khuôn mặt đáng sợ. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của Tiểu Ngũ là đi tìm một nơi ở ưng ý. Lần này Tiểu Ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng và khởi hành đến khách sạn nổi tiếng nhất ở trong công viên. Khách sạn Waterfall là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đây, vì ở đây có một thác nước lớn. Vì hôm nay trời nhiều mây nên thác nước này không mở cửa, nhưng mà nếu nó mở ra, dòng nước về cơ bản là một nguồn nước ở độ cao 1.000 mét. Chúng ta vào trong đó xem. Có rất nhiều yếu tố theo chủ đề xanh dương. Ngay khi tôi bước vào sảnh, khách sạn này rất nổi tiếng. Ngay khi tôi nhìn thấy, vì sảnh chật kín người nên tôi đặt kỳ vọng lớn cho căn phòng này. Đây là căn phòng mà tôi sắp xem. Nó đột nhiên sáng lên. Căn phòng này đẹp quá. Cảm giác giống như đang sống trong một khoang thuyền trên du thuyền vậy. Hơn nữa nó rất lớn, nhưng rất đậm chất đại dương. Nó có những hương vị đại dương thật sự. Thật tuyệt. Đây là một chiếc giường đơn, tương đương với một chiếc giường phụ đúng không? Một chiếc giường đơn có nghĩa là căn phòng này thật sự khá phù hợp cho một gia đình ba người. Nếu bạn đang đi du lịch, ba bạn sống ở đây thì mẹ bạn và các con bạn sống ở đó. Nếu ba bạn là du minh thì sao? Tất cả các phòng của khách sạn này đều nằm bên trong thác nước nhân tạo. Chỉ riêng điều này đã khiến nó được xếp hạng đầu tiên trong danh sách khách sạn phổ biến ở Đông Bộ Hoa Kiều Thành. Nhưng Tiểu Ngũ không dừng lại ở đây. Thực sự tôi chỉ muốn ở lại đây sau khi đọc xong khách sạn này. Nhưng tôi sợ rằng sẽ có những khách sạn tốt hơn trong tương lai. Vì vậy tôi phải xem xét tất cả. Có tổng cộng 8 khách sạn chủ đề ở phía Đông Bộ Hoa Kiều Thành với hơn 1.000 phòng. Phải chọn khách sạn ưng ý nhất từ nhóm khách sạn đầy màu sắc này. Tiểu Ngũ phải chăm chỉ tìm kiếm. Nhưng Tiểu Ngũ có những tiêu chuẩn khắt khe của riêng mình về chất lượng của căn phòng. Tôi nghĩ đánh giá xem một căn phòng tốt hay xấu, tôi nghĩ phòng tắm là quan trọng nhất. Ừ.
Phòng tắm to và rộng như vậy. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bên này. Ở đây có một cái cửa sổ, có núi non và phong cách thiên nhiên bên ngoài. Bạn có thể ngồi trong bồn tắm vừa ngắm nhìn những cảnh quan này, tận hưởng cuộc sống thôi. Sau khi xem xét nghiêm ngặt, Tiểu Ngũ đã đưa ra kết luận cuối cùng cho sự lựa chọn này. Dựa trên sự quan sát cẩn thận và tư duy logic chặt chẽ của tôi chắc chắn đây phải là một phòng tổng thống. Phòng tổng thống chất lượng cao đương nhiên cũng có giá trị cao tương ứng. Tiểu Ngũ nên nhanh chóng trả lại phòng cho người khác. Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời đi ngay bây giờ. Nếu không, khi tổng thống trở lại biết phải làm sao. Các khách sạn trong công viên về cơ bản có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách, từ các phong cách khác nhau đến các mức giá khác nhau, cũng không thiếu những ý tưởng sáng tạo. Khách sạn rừng đen. Trên thực tế, tôi vừa nhìn thấy rất nhiều khách sạn và tôi vẫn chưa quyết định sẽ ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ xem xét một trong số đó. Cái này thực sự rất đặc biệt. Hãy nhìn vào nó. Có rất nhiều nhân vật hoạt hình ở cửa. Yếu tố chủ đề rừng đen của Bavaria ở Đức nằm bên trong. Bạn thấy đó, có một chiếc đồng hồ chim cúc cu khổng lồ ngay đối diện tôi. Khi tôi nhìn vào chiếc đồng hồ này, tôi dường như đã thực sự đến Bavaria, vì đây là hiện thân rất quan trọng của nguyên tố rừng đen. Ngành công nghiệp rừng đen bắt đầu ở Đức vào thế kỷ thứ 17, do mùa đông lạnh giá trong khu vực rừng. Người nông dân sử dụng gỗ làm nguyên liệu khi rảnh rỗi để chế tạo nhiều dụng cụ và đồ thủ công hữu ích. Đồng hồ cúc cu là đại diện được truyền bá rộng rãi nhất. Nó có hét lên hay không? Tôi rất tò mò. Tôi nghĩ đây là thiên đường dành cho trẻ em. Đó cũng là thiên đường trong giấc mơ của tôi. Tôi muốn vào phòng và xem thử. Căn phòng này giống như một vương quốc cổ tích. Ngay khi bạn bước vào, nó có rất nhiều yếu tố cổ tích. Bạn như đang ở trong vương quốc cổ tích vậy. Nó thực sự đặc biệt giảm áp. Thậm chí chiếc đèn này còn được làm thành hình đồng hồ chim cúc cu. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ cúc cu trên đó. Phòng nào cũng có hả? Phải, đúng vậy. Những chiếc đồng hồ này có cho biết thời gian không? Sẽ cho biết thời gian, nhưng chúng tôi thường tắt nó. Thực ra tôi thực sự không thể tưởng tượng được nếu tất cả đồng hồ này trong khách sạn đều được bật và cảnh tượng ngoạn mục này sẽ như thế nào mỗi khi báo giờ. Tất cả các loài chim sẽ bay ra để báo thời gian sống ở đây. Thật là ấm áp. Tôi nghĩ một hoàng tử sẽ xuất hiện trong giấc mơ, phải không? Khách sạn với chủ đề đồng hồ cúc cu trong rừng đen này thực sự là một tiên cảnh. Liệu nó có đáp ứng được tầm nhìn phê phán của Tiểu Ngũ? Giá phòng này là bao nhiêu? Giá phòng này là 789 một người. 789. Một phòng phải được trang bị cho hai người trở lên ở. Giá cũng bao gồm vé thắng cảnh, cũng bao gồm vé thiên thiền. Ngoài ra còn có vé vào spa và tất cả những bữa ăn trong thời gian lưu trú của bạn. Trò chơi bên trong được miễn phí hết hay sao? Phải, đúng vậy, đã bao gồm hết. Đó là một món lời. Tôi sẽ chọn chỗ này để ở. Sau khi chọn khách sạn để ở, đã tới lúc đi đến công viên và có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng mà... trong trường hợp mưa lớn, tất cả các cơ sở vui chơi giải trí trong công viên đều bị đóng cửa. Đồng nghĩa với việc những sự việc gây cấn mà chúng tôi chuẩn bị cho Tiểu Ngũ đã hết. Bất cứ khi nào, chúng tôi đến với thẩm quyến vào mùa này, luôn luôn dễ dàng bắt gặp mùa mưa như vậy. Giống như bây giờ, trời mưa mọi lúc mọi nơi. Khi trời mưa, tôi không thể chơi với nhiều tiện nghi ngoài trời. Vì vậy, tôi đã chọn đến Hafid, thị trấn đến để trú mưa. Thật ra, tôi bước vào và thấy rằng nơi này là một thị trấn theo đuổi chủ đề cướp biển. Có rất nhiều yếu tố về cướp biển ở đây, và là một địa điểm tuyệt vời. Sau đó, tôi thực sự thấy rằng có rất nhiều người chụp ảnh ở đây. Chúng ta qua bên đó xem một lát. Có phải là người thật không ta? Cảm thấy như một anh chàng ngoại quốc đẹp trai. Nhiều em nhỏ đang chụp hình bên cạnh anh ta. Xin chào. Tôi không biết là anh ấy đóng vai gì. Cảm giác hơi giống một hiệp sĩ quỷ. Và sự nổi tiếng của anh ấy thật sự không bình thường. Có thể chào các bạn trước máy quay của chúng tôi không? Xin chào. Thật lạnh lùng. Trong khi Tiểu Ngũ đang bận nói chuyện với kỵ sĩ quỷ, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy một dự án không ngừng chạy do trời mưa. Tất nhiên là phải có sức để ngồi trên cái thứ này.
hãy cho tôi sức mạnh. Tôi không muốn ngồi. Ai đã phát minh ra trò này vậy chứ? Khi nghe nói phải chơi trò giọng thác dũng tiếng, thì Tiểu Ngũ vừa mới còn năng động hào hứng đã phải dập tắt ngọn lửa thích thú. Phát điên mất thôi. Tôi muốn khóc, không muốn ngồi nữa. Ngay khi Tiểu Ngũ đang buồn, đoàn làm phim một lần nữa được thông báo rằng do thời tiết, dòng chảy xối xả và dũng tiếng cũng sẽ phải đóng cửa. Con tàu cuối cùng chuẩn bị khởi hành là hôm nay. Chúng tôi sẽ phải đi con tàu cuối cùng. Thật là tuyệt vời, con thuyền cuối cùng cũng đã trễ rồi. Trong lúc tuyệt vọng, đoàn làm phim chỉ còn biết cầu xin trời mở mắt chờ cho mây tan, sương tan, mưa tan. Không phụ lòng mọi người, liệu có thể gây ấn tượng với ông trời hay không? Tôi cảm thấy đúng là bi thảm nhất trần gian. Nếu họ muốn tôi ngồi lên... Mặc dù bầu trời không đẹp, Tiểu Ngũ vẫn quyết định đi dạo. Và vô tình lên cáp treo, lên đến đỉnh núi, không ngờ lại lên tới chốn bồng lai tiên cảnh. Hôm nay do thời tiết, trời có sương mù nên tất cả các công trình vui chơi trong toàn bộ công viên đều ngừng hoạt động. Nhưng mà ở đây bạn vẫn có thể bắt gặp nhiều khách du lịch. Điểm thú vị ở đây là con đường gián kính. Toàn bộ con đường đều được làm bằng kính. Bạn có thể nhìn thấy phía dưới. Tòa nhà trông giống như một chiếc móng ngựa lớn nhìn từ xa này. Là nơi cao nhất của Đông Bộ Hoa Kiều Thành. Đồng thời cũng là một điểm đến đáng sợ. Tấm kính trong suốt vươn ra khỏi vách đá. Dưới chân vách đá, những đám mây lững lờ trôi bên vách núi. Một số người lão đảo như Tiểu Ngũ vậy. Thể nhìn thấy cỏ cây bên dưới, thử nghĩ xem trong một ngày sương mù này thật là đáng sợ. Hãy nghĩ xem nếu như không có sương mù, thì trên này và dưới cùng của núi đều không có vật cản. Tôi cảm thấy toàn bộ người đứng trên đây nhìn xuống là chân muốn mềm hết ra. Vào bên trong rồi nói tiếp. Chúng ta có thể làm điều này và nhanh chóng mang theo máy ảnh bên mình. Tôi không muốn nhìn xuống dưới, được không? Hãy cẩn thận. Có một lưu ý đặc biệt trong việc này là không được quá 50 người. Nếu như đi trên này quá 50 người, đường này có thể bị sập. Lúc nãy có một vài đứa trẻ đã chụp ảnh ở nơi này, sau đó nhảy qua nhảy lại, khiến cả một vùng rung chuyển. Thực ra chân tôi vốn đã bị mềm nhũn rồi. Nơi này tuy được mệnh danh là đỉnh, nhưng trên hành lang trống không này không bao giờ thiếu những khách du lịch dũng cảm. Em có sợ đứng trên này không? Không sợ. Không sợ, tại sao vậy? Phía dưới rất kinh khủng. Cũng sẽ không rơi xuống. Không rơi hả? Tâm lý thật phấn khởi. Sự can đảm của những đứa trẻ bình thường sẽ lớn hơn nhiều so với người trưởng thành. Tôi cảm thấy gan của hai đứa lớn thật. Em còn dám ngồi ở cái đó nữa? Em cũng dám ngồi à? Em cũng dám. Lời của đứa trẻ này rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì đây? Hình như ẩn trong mây mù. Lúc nãy luôn có sương mù, cho nên tôi không nhìn rõ. Thiết bị này tôi cảm thấy đúng là bi thảm nhất trần gian. Nếu họ muốn tôi ngồi lên, hai bên là đoàn bẫy. Sau đó hai bên của đoàn bẫy có bốn người ngồi ở hai đầu. Rồi đoàn bẫy này xoay 360 độ. Nhưng mà còn một nửa trong số đó là trên vách đá. Nói thì nói, lúc bạn ở phía trên, phía dưới này không phải mặt đất mà quay sức mạnh trực tiếp vào vách đá. Điều kinh khủng nhất chính là nó không phải cứ luôn xoay như vậy. Ví dụ như khi bạn đang thưởng ngoạn cảnh đẹp từ trên cao, sau đó bạn nghĩ đã ổn định nhưng mà nó không chỉ quay ra trước hay quay ra sau. Tôi hy vọng nó luôn đóng cửa là được. Do nguyên nhân thời tiết, do mây mù rất nhiều, không cách nào để Tiểu Ngũ trải nghiệm bánh đà mây xanh, thiết bị trên cao như vậy. Giật gân và kích thích giống như hạng mục này là thích hợp với tôi nhất. Tới công viên giải trí thì nhất định phải chơi trò này. Như vậy mọi người mới có thể chơi vui vẻ, đúng không? Tiểu Ngũ đứng giữa một đám bạn nhỏ, ngược lại thì tự do an nhàn. Nhưng mà bạn tưởng là chúng tôi bỏ qua cho Tiểu Ngũ dễ dàng vậy sao? Không bao giờ.
không muốn ngồi xe. Chút nữa tôi có thể ngồi hàng sau cùng đúng không? Tự cô chọn đi. Tự chọn hả? Được thôi. Tuy Tiểu Ngũ hình như sắp trớn nước mắt, nhưng tổ ekip phụ trách vẫn không muốn Tiểu Ngũ bỏ lỡ tàu lượn siêu tốc bằng gỗ gây sốc. Còn với Tiểu Ngũ thì mâu thuẫn với hình tượng của đám người xếp hàng chen nhau đông đúc. Muốn biết tàu lượn bằng gỗ như người tạo ra tàu lượn siêu tốc, công viên giải trí ở nước ngoài phải có một hoặc hai tàu lượn bằng gỗ. Và tàu lượn bằng gỗ, cảm giác rung và lật ngược hình thành trong quá trình vận hành cũng không thể so sánh được với tàu lượn bằng thép. Chính vì lẽ đó, nó thu hút làn sóng này đến làn sóng khác, những người thích theo đuổi sự phấn khích. Được rồi, độ chặt này là được. Ông kính chủ quan, chụp lại phản ứng của tôi. Tôi nói cho bạn biết, thật ra cơ bản mọi người không cần phải quay lại phản ứng của tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe phản ứng của tôi là gì. Đúng đó, tôi muốn ngồi hàng cuối cùng. Không, chúng ta tới ngồi hàng đầu đi. Không, thực sự ngồi hàng cuối cùng. Tôi và cô ngồi hàng đầu. Không, tôi muốn ngồi hàng cuối cùng mà. Ngồi hàng đầu đi. Tôi muốn ngồi hàng cuối cùng. Hàng thứ hai đi. Bữa trưa tôi sẽ cho bạn thêm một cái đùi gà. Không cần, tôi là một người dễ bị đùi gà mua chuột sao? Tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi vốn muốn ngồi hàng đầu, sau đó cô ấy nhất định phải kéo tôi ngồi hàng thứ tư. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi vốn muốn ngồi hàng cuối cùng, bị mọi người kéo tới hàng thứ tư. Sau đó còn gạt tôi nói gì mà chụp trước ống kính. Tôi muốn khóc quá. Tôi không muốn. Chụp phản ứng của tôi toàn là nhắm mắt lại, cuối cùng thì hét lên. Nè, tháo ra. Đưa chân ra. Thật quá đáng. Tôi không muốn ngồi lần thứ hai đâu. Quá đáng. Dọa chết người rồi. Sao vậy? Dọa chết người rồi. Kinh khủng quá đi. Sau đó chiếc xe kia cứ như vậy, như vậy, như vậy. Như vậy nè. Sau đó tôi thấy mất cảm giác nặng nề. Trải qua phân đoạn nguy hiểm nhiều tới vậy, tiếp theo chúng ta cũng nên sắp xếp vài hạng mục nền nã và yên tĩnh để làm dịu trái tim bị thương của Tiểu Ngũ. Xin chào, nói chuyện với tôi đi. Xin chào. Nhìn thấy phía trên không? Chuyến tàu nhỏ qua rừng. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuyến tàu nhỏ. Người đi qua cũng rất nhiều, sau đó có thể tham quan toàn bộ công viên. Đi chuyến tàu nhỏ này mất 25 phút, sau đó thì tầm 15 phút một chuyến. Bây giờ tôi lập tức xuất phát rồi, mong đợi quá. Con tàu nhỏ này đang đi trên cầu cạn của nơi này. Cầu cạn dài hơn 2.200 mét. Hơn nữa, lúc nãy chúng ta cũng đi qua một đường hầm. Chắc là đường hầm dài 220 mét.
mà đường hầm rất cổ điển. Nhất là lúc mà chuyến tàu nhỏ đi qua đường hầm, bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm của tàu nhỏ. Sau đó có cảm giác quay ngược thời gian, giống như là quay lại ban đầu. Rồi bạn sẽ thấy con tàu nhỏ, tất cả đều là cấu trúc bằng gỗ. Sau đó nó vô cùng giống bản gốc của chúng tôi, có xe điện, hơn nữa phía trên của nó có nhiều tranh tường, nhìn thấy vô cùng cổ điển. Thực ra bây giờ nhiều nước Đông Nam Á đều giữ chuyến tàu nhỏ này dành cho du khách tham quan, tìm kiếm cảm giác hoài cổ. Chuyến tàu nhỏ xuyên rừng dài 6 cây số, nó thung lũng anh hùng ở đông bộ qua Kiều Thành. Các tuyến đường được thiết kế cẩn thận của hai công viên Trà Khê Cốc, bảo đảm du khách có thể đi vào trong công viên. Tất cả cảnh đẹp thu vào tầm mắt, chỉ là không biết dốc hết tâm tư như vậy đã gặp biết bao du khách không hiểu chuyện. Thực ra rất nhiều người đang chụp ảnh, tôi lại không hiểu, nhưng không thể yên lành mà thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhất định phải cầm máy ảnh ra chụp, như vậy lãng phí thời gian biết bao. Thời gian 45 phút, chuyến tàu đưa Tiểu Ngũ tới thị trấn Interlaken. Xin chào, bạn nhìn thấy con thiên nga đen này đang chào hỏi tôi đây nè. Chào bạn. Đẹp quá đi, cảm giác rất cao quý. Đây là thần thú mà tôi vừa nói lúc nãy. Chính nó, thiên nga đen ở nơi này. Hai con thiên nga đen duyên dáng và quyến rũ là một ngôi sao lớn ở Interlaken. Công việc hàng ngày, ngoài trừ ăn và ngủ ra, thì thỉnh thoảng ra ngoài tiếp nhận sự sùng bái của du khách. Cũng may nó cách ống kính của chúng tôi khá gần. Chào bạn. Thật cao quý đúng không? Chào bạn. Bạn xem nó đang nhìn tôi nè. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Bạn xem, sùng bái nữ thần tới rồi đây. Chào bạn. Đi rồi hả? Mấy ngày nay Thẩm Quyến đều có mưa. Tuy là trời mưa nhưng mà nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của du khách ở đây, cũng không ảnh hưởng đến hành trình của chúng tôi. Nơi giải trí ở đây có công viên nước, nhiều khách sạn khác nhau. Nhiều người sẽ hỏi tại sao cái này được xây dựng trên bờ biển phía nam, có một resort nơi đất khách quê người. Thực ra tôi muốn nói, người trong nước bất kể là cuộc sống hay nghỉ dưỡng đều rất vội vàng đi chụp ảnh, vội vàng đi đăng lên Weibo. Lý do tại sao có một khu nghỉ mát kỳ lạ như vậy, tôi nghĩ chính là dành cho người dân có thể từ từ bước chậm lại, tận hưởng cuộc sống của chính mình. Tôi cảm thấy đông bộ qua Kiều Thành này thực sự làm được. Không kịp ngồi con thuyền cuối cùng rồi. Ngày mai hãy ngồi. Ngày mai chụp. Hôm qua chưa đuổi kịp toa cuối cùng. Sau đó, hôm nay họ rất nghiêm túc, mới sáng sớm đã chạy tới. Hơn nữa còn kêu tôi ngồi ở hàng đầu. Tôi cảm thấy làm tiết mục thì không cần phải nghiêm túc vậy. Tôi cảm thấy làm qua loa là được rồi. Hôm qua cũng làm được khá tốt. Tôi không muốn ngồi, nhất định phải ngồi hàng đầu sao? Ngồi hàng đầu chơi vui lắm. Tôi không muốn ngồi hàng đầu. Có người ngồi bên cạnh tôi không? Đừng có la, còn chưa đi mà cô đã la rồi. Tôi sợ lắm.
Mau đội nón lên. Sắp tới rồi bạn biết không? Trở thành súp gà rồi. Thực ra thì khá đáng sợ khi lao xuống. Rốt cuộc là ai? Là ai hả? Tôi muốn giết người. Tôi muốn giết người. Lúc nãy có một người bạn nhỏ, trước khi bắt đầu đi lên thì luôn cãi là muốn ngồi hàng đầu. Kết quả sau khi ngồi xuống xong, lại nói là sợ quá đi. Cũng may là chưa ngồi vào hàng đầu. Sau đó tôi muốn nói hàng đầu là tôi ngồi được chưa. Xấu hổ. Anh đang chụp loạn xạ, quá đáng thật đó. Nữ thần hái chè cuối cùng cũng có thể về rồi. Sợ một chút. Sợ cái đầu một chút đi. Sợ cái đầu một chút thôi. Sợ một chút thôi mà. Hoa được đặt dựa trên hương thơm. Tôi phát điên rồi. Nổi danh. Cưỡi ngựa cực kỳ giống lái xe. Hồ Bắc là một vùng không giáp biển, vậy mà lại có được trải nghiệm như ở biển chết. Món gián đậu này là món tôi phải ăn khi tới Vũ Hán. Vì sao lại thích đi Vũ Hán tới như vậy? Xin chào, cho tôi một vé. Vị trí tôi đang đứng hiện giờ chính là Vũ Hán, cực kỳ nổi danh. Là một thành phố nằm ở trung tâm Trung Quốc. Vũ Hán nằm ở hai bên bờ Trường Giang cũng đã được cả ngàn năm rồi. Vũ Hán được hình thành từ trong lịch sử cũng đã tạo được nhiều thành tích đáng tự hào trong thế kỷ mới. Người dân sống ở đây có tính cách thẳng thắn, bộc trực, khiến cho những người tới thăm nơi này bước tới đâu cũng cảm thấy mới lạ. Giống như tất cả mọi người đều sẽ đặt bát mì khô nóng trong tay xuống nhìn bạn, rồi hỏi bạn muốn ăn gì. Bạn có thể vào ngõ Hộ Bộ kinh ngạc nhìn những chiếc cổ dịch. Cũng có thể lên phà cùng những người dân thành phố ngắm nhìn những chiếc phà rẽ nước trên đám bèo qua lại giữa hai bên bờ. Để tránh cho tiểu ngủ vì quá ham mê ăn tôm sốt ớt và mì khô cạn cua mà trốn đi ăn rồi lạc đường, chương trình đã kịp thời chỉ đường cho cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhà tắm lơ lửng. Bắt đầu chỉ đường, đi thẳng về phía trước tới đường Thượng Ngô. Dịnh nước Cẩm Huy Nguyên. Nếu vào mùa đông mà các bạn vẫn muốn đi tắm suối nước nóng thì thật sự quá lạc hậu rồi. Các bạn có bao giờ nghe tới bồn tắm lơ lửng chưa? Họ dám hô một khẩu hiệu là nếu bạn lơ lửng trong nước 45 phút thì sẽ bạn mới ngủ sâu 8 tiếng. Theo tôi được biết, chỉ có biển chết mới có thể nêu ra khẩu hiệu như vậy. Vậy mà ở đây họ lại nói như vậy, các bạn có tin không? Tôi thì không tin. Tôi vừa vào đây thì liền có cảm giác như vào khách sạn. Các bạn có thấy vậy không? Bởi vì cách sắp xếp từng phòng sát nhau như vậy rất giống phòng khách sạn. Xin chào. Chào mừng tới với nhà tắm lơ lửng Mộc Lan Long Duy Sơn. Đây là nhà tắm lơ lửng sao? Đúng, đây là nhà tắm lơ lửng của chúng tôi. Anh có chắc đây không phải khách sạn không? Không phải đâu, thưa, trong phòng này chính là yếu tố cạnh tranh chủ chốt của chúng tôi. Thật vậy sao? Vậy tôi phải xem thử yếu tố cạnh tranh chủ chốt của anh là gì. Được. Đây là một quả trứng.
nhìn như một quả trứng gà. Vào trong này sẽ lơ lửng sao? Đúng vậy. Vào trong quả trứng này sẽ lơ lửng. Đúng, đây là yếu tố cạnh tranh chủ chốt của chúng tôi, phi thuyền lơ lửng. Tôi vừa nhìn thấy cái này đã thấy nó giống với phi thuyền của Baymax trong bộ phim Biệt đội Big Hero 6. Đã thấy nó còn là yếu tố cạnh tranh chủ chốt mà giám đốc Đào đã nói. Trong này thật sự quá hiện đại, hoàn toàn khác hẳn với phong cách cổ trang bên ngoài. Vậy bây giờ tôi phải vào thế nào? Để tôi mở ra cho. Tôi thấy cái này đúng là thần kỳ quá. Nước này không giống với nước trong hồ bơi sao? Nước này không phải nước trong hồ bơi. Đây là nước khoáng chất đã tồn tại 970 triệu năm ở khu vực Hồ Bắc của chúng tôi, có chứa 107 loại nguyên tố khoáng chất được. 107 loại sao? Biển chết cũng chỉ có mấy chục loại thôi. Biển chết có 68 loại nguyên tố khoáng chất. 68 hả? Wow, vậy là nhiều hơn tới 30 lần. Nguyên lý lơ lửng của nó cũng giống với nguyên lý lơ lửng của biển chết, nhưng thành phần nước của chúng tôi tốt hơn nhiều. Tôi cảm thấy cũng giống như nước bình thường thôi. Chờ sau khi tay của cô khô lại sẽ thấy có một lớp muối kết tinh ở trên tay. Nhìn chỗ này xem, vừa rồi anh ấy nói quả nhiên có kết tinh nè. Trên này của tôi đều kết tinh lại rồi, không còn là nước nữa. Nước khoáng chất độc đáo được khai thác từ trong vùng núi Hồ Bắc. Sau khi được xử lý đơn giản thì được chuyển vào trong bồn tắm lơ lửng độc đáo này. Chúng ta dường như có thể ngửi được cả mùi hương của nước rừng trong làn nước lăn tăn này. Vậy có nghĩa là sau khi lọc hết cặn thì không cho thêm gì vào nữa? Không thêm vào gì cả, hoàn toàn tự nhiên. Gắt tới mức tôi không nói nổi. Cứ tưởng tượng một cốc nước muối bình thường có tỷ lệ 1 muối 5 nước, nhưng đây phải là 5 muối 1 nước, thật sự quá đậm đặc. Hơn nữa còn sức gắt cổ. Tôi cảm thấy cổ họng của tôi khàn luôn rồi. Mặn quá đi. Với tính cách của Tiểu Ngũ, một trải nghiệm thú vị thế này sao có thể thiếu phần của bạn bè được chứ? Đây là khoáng chất bổ sung. Người béo như anh thì cần bổ sung thêm mấy khoáng chất này. Tôi đối xử với anh quá tốt rồi, tự tôi cũng thấy cảm động. Phải làm sao đây? Bạn không? Đúng là cướp chén cơm của bao nhiêu người bán muối rồi. Uống hết ly này xong phải uống thêm 3 ly nữa. Uống hết đi. Uống xong ly rượu này quả thực là đã say rồi, nên uống ít thôi. Dù sao thì tài nguyên quý giá vẫn nên ngâm mình thì hơn. Đối với những cô gái xinh đẹp như cô thì nó sẽ có tác dụng làm săn chắc da, làm trắng da, làm mềm mạch máu. Chỉ cần lần đầu tiên thôi là đã thấy rõ hiệu quả. Có nghĩa là lát nữa tôi bước ra thì sẽ biến thành công chúa Bạch Tuyết sao? Nếu như cô trải nghiệm nhiều lần thì còn có tác dụng giảm cân nữa. Giảm cân? Tôi ở lại đây luôn được không? Cần phải ngâm bao nhiêu lần? Có một liệu trình trải nghiệm trong vòng 7 ngày. Ảnh trên này là của tổng giám đốc công ty anh hay sao? Phải, đó chính là chủ tịch của chúng tôi. Tự mình trải nghiệm chỉ 7 ngày sao? Đúng như vậy. Tôi cảm thấy cái này còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm cân và tập gym nữa. Nhìn xem bụng béo của anh ấy đã không còn. Hơn nữa với con mắt chuyên gia Photoshop của tôi thì tôi nhìn là biết đây không phải là chỉnh sửa Photoshop. Vậy nên tôi phải trải nghiệm cho đủ 45 phút này mới được. Tuyệt đối đừng có đang ngâm thì lại hô cắt cắt đó. Đóng cảnh ngâm mình này thì không cần kỹ năng diễn xuất. Khi đối diện với một thiết bị hiện đại thế này, bước chân không thể quá mạnh mẽ. Tiểu Ngũ phải đưa chân vào khám phá độ sâu trước đã. Cứ bước thẳng vào như vậy sao? Khoan, bây giờ tôi cần cho cô biết những điều cần lưu ý khi lơ lửng. Còn có cả những điều cần lưu ý sao? Không phải chỉ cần nằm trên đây là được hả? Người mới lơ lửng lần đầu tiên sẽ có cảm giác tương tự như bay ngoài vũ trụ vậy. Nghĩa là bị mất trọng lực. Đúng vậy, sẽ bị mất trọng lực rất mạnh. Vừa rồi nghe anh ấy nói như vậy nên tôi không dám nằm xuống nữa. Cần phải biết trong bảng xếp hạng nỗi sợ của Tiểu Ngũ, cảm giác mất trọng lực còn đáng sợ hơn cả nhảy cùng dây đắng. Lần này cô ấy có thể thuyết phục bản thân mình hay không? Tôi vừa bước vào, anh có thấy hai chân của tôi tự động nổi lên không? Tôi không hề dùng lực gì hết. Thôi tôi sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi sẽ nằm xuống. Thật sự nằm được sao? Nằm được mà. Tôi cảm thấy cả người của tôi... Đầu thả lỏng ra. Tôi không thể nào giữ thăng bằng được. Không được, nước vào tay tôi rồi. Cảm giác này thực sự kỳ lạ quá. Chính là cảm giác không thể kiểm soát được toàn thân. Giống như không thể điều khiển được cơ thể. Tôi cảm giác như nước ở đây sắp nhấn chìm tôi rồi. Cảm giác như tôi chuẩn bị chìm xuống vậy. Không thể cử động được. Tay chìm xuống nước nên tôi cảm thấy như mình sắp chết đuối vậy. Thử lại lần nữa.
Giờ tôi không còn nghe thấy mọi người nói gì nữa. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng giọng của tôi thôi. Mất trọng lực rồi, tôi đã không còn cảm nhận được trọng lượng của mình. Tôi cảm giác như mình giống như một linh hồn, cảm giác như đang trôi. Mà tôi cũng không cần phải dùng sức gì. Ngoài hai tay cử động được ra thì những phần còn lại tôi cảm giác như là không cử động được nữa. Trong 45 phút tiếp theo, thứ duy nhất có thể trò chuyện với Tiểu Ngũ chính là cảm giác sợ hãi của cô ấy. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi trong bồn này, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá sợ, vì mọi người nhìn xem cái bồn này đều được đóng kín. Giờ chỉ còn mình tôi ở lại trong này, nhưng thực sự cảm thấy rất thoải mái. Cả người tôi cảm thấy rất là thư thái, không còn cảm nhận được một chút trọng lượng nào, giống như hiện giờ chỉ còn lại tư duy, còn các cơ thể đã không còn nữa. Phân tử nước khoáng chất với mật độ cao cùng tụ lại, giống như đang ngâm lên một bài kinh tới từ Trung Đông vậy. Những dòng chữ Phạn trôi nổi trong nước, từ từ thấm vào não qua làn da, trải qua 45 phút được mài dũa. Tiểu Ngũ lơ lửng ở đây giống như được gặp một con người khác của mình vậy. Tôi đã biến thành một con người khác rồi. Bây giờ đã không còn là Tiểu Ngũ mà mọi người biết nữa. Giờ trong tôi có rất nhiều Tiểu Ngũ. Khi ở trong ấy, các bạn sẽ nhận ra cơ thể của mình không tồn tại nữa. Bạn chỉ còn lại tư duy. Não của tôi chợt chuyển động rất nhanh, giống như mình bước vào một kỷ nguyên mới. Tôi tới giờ vẫn không thể tin ở một nơi không giáp biển như Hồ Bắc này mà lại có một trải nghiệm giống như ở biển chết. Thật sự lợi hại. Nội dung tiếp theo. Siêu cay, giống như là đang phun lửa vậy. Món đậu hũ ở đây chỉ có bỏ đường, không có bỏ ớt. Tôi chưa bao giờ nghe nói có món đậu hũ bỏ ớt. Thế giới đẹp biết bao. Không hề khó để tìm món ngon ở Vũ Hán. Bạn chỉ cần ngửi mùi là tìm được thôi. Hiện giờ tuy đang mưa nhưng mà cũng không ngăn được nhiều người cầm dù đang giặt. Hơn nữa nhìn xem, mấy làn khói tỏa ra từ hai bên đường này thực sự khiến bạn đói bụng đúng không? Đi thôi, mau cùng tôi đi ăn giặt thôi. Là một cao thủ ăn hàng, Tiểu Ngũ có thể gọi là đã ăn hết món ăn trên đời. Lần này quay lại quê hương Hồ Bắc, nơi đầu tiên cô ấy giới thiệu với chúng tôi, đương nhiên là con đường nổi tiếng với các món ăn giặt, ngõ Hộ Bộ. Đây đúng là một cái cánh gà biến thái, rất hợp với tâm trạng biến thái hiện giờ của tôi. Chào anh, cái nào là cánh gà biến thái? Cánh gà nào ở đây cũng làm được. Được, vậy lấy tôi cái này. Cần phải thật biến thái đó. Có cây ít, cây dừa, cây biến thái. Đương nhiên tôi chọn cây biến thái. Cây nhất luôn ha. Phải. Tôi nói nghe nè, hôm nay còn là ngày lễ tình nhân, cho nên có bao nhiêu là cặp tình nhân đi dưới dù. Có thể họ dắt theo bạn trai của mình, cũng có thể dắt theo bạn trai người khác. Nhưng mà các bạn tuyệt đối đừng có khoe bạn trai bạn gái của mình lên mạng xã hội, vì biết đâu sẽ đụng hàng, có khi còn cháy nhà nữa. Chỉ nên khoe ảnh đồ ăn thôi. Tiểu Ngũ ơi, miệng lưỡi của cô độc địa thật đó. Nhưng mọi người cũng nên hiểu cho tâm trạng của cô ấy vào lúc này. Vào ngày lễ tình nhân lãng mạn mà lại không có người yêu bên cạnh, chỉ có thể cô đơn dùi mình vào trong công việc, rồi nhìn mấy cặp tình nhân ngọt ngào lướt qua bên nhau. Có lẽ lúc này chỉ có cánh gà biến thái mới bù đắp được khoảng trống trong lòng Tiểu Ngũ mà thôi. Cái biến thái là cái tới mức nào? Cái biến thái là phủ toàn ớt không có thấy cánh gà đâu. Phủ toàn ớt không thấy cánh gà đâu. Tôi hơi hối hận lựa chọn của mình rồi. Không sao hết, người dân ở đây ai cũng biết ăn cay. Nếu không ăn được thì nhà anh ấy ăn hộ. Thực ra từ lâu tôi đã nghe tới món gà biến thái này, nhưng mà tôi chưa bao giờ ăn hết. Vì tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt lắm, vậy nên tôi sẽ biến thái một chút. Thực sự phải ăn sao? Thực sự có cảm giác không thể ăn nổi. Quá cay luôn. Vị cay này là từ ớt khô chứ không phải là ớt dầu, nên nó cay hết toàn bộ lưỡi. Trong cổ họng lúc này toàn là cảm giác của ớt. Siêu cay, giống như đang phun lửa vậy đó. Xem ra món cánh gà biến thái này thật sự quá biến thái, khiến cho cao thủ ăn hàng như Tiểu Ngũ cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà cay thì cay, mùi vị món này đương nhiên không cần phải nói nhiều. Cứ nhìn dáng vẻ ăn sau đó của Tiểu Ngũ thì sẽ biết ngay thôi. Danh hiệu ăn cay giỏi của con gái Vũ Hán đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Ngũ luôn mang tinh thần có phúc thì hưởng một mình, có nạn thì cùng chia cho cả đội.
chị Ninh đã gọi thêm một sâu gà biến thái. Không biết ai sắp gặp nạn đây. Sâu này anh phải cho nhiều ớt vào, phải gấp đôi cái này, phải gấp đôi cái này. Cánh gà này cay như vậy rất thích hợp ăn vào những ngày mưa. Bởi vì cay sẽ giúp giải trừ hơi ẩm. Hơn nữa bây giờ tổ đạo diễn, tổ quay phim chúng tôi thực sự quá mệt mỏi. Bởi vì mưa mà còn phải ghi hình thì thực sự quá mệt. Ăn đi, đừng nói nhiều. Ai ăn? Anh ăn đó, chứ không để là tôi. Đưa cho đạo diễn ăn trước đi. Đây, đạo diễn ăn trước đi. Biên tập giỏi ăn cay, không tính. Nè, ăn nhanh đi, ăn cho đẹp vào. Nè, anh quay phim ăn đi. Đưa cho ai thì người đó ăn đi. Sao phải vậy, tôi phải ăn sao? Quan trước đi, cảnh tiếp theo nấy sẽ ăn. Ngon lắm đó. Thực ra uống chút rượu gạo vào sẽ không cay nữa. Sao mà cô ác dữ vậy? Sau khi hãm hại cả đoàn làm phim đáng thương chúng tôi, tâm trạng của Tiểu Ngũ quả nhiên tốt lên hẳn. Và sau khi đã ăn món cánh gà biến thái này rồi, cơn thèm ăn của Tiểu Ngũ đã hoàn toàn được kích hoạt. Tiếp theo đây, cô ấy chuẩn bị đi tàn sát các món ăn. Con phố này, thực sự mà nói, nếu mua mỗi món ở mỗi tiệm ăn một miếng thì tôi cảm thấy có thể lấp đầy 5-6 cái dạ dày của tôi luôn. Con phố này thật sự mà nói, nếu mua mỗi món ở mỗi tiệm ăn một miếng thì tôi cảm thấy có thể lấp đầy 5-6 cái dạ dày của tôi. Người Vũ Hán gọi việc ăn sáng là ăn mừng sáng, giống như ăn mừng Tết hay ăn mừng lễ vậy. Chứ ăn mừng này thể hiện rõ mức độ xem trọng bữa sáng của người Vũ Hán. Còn chúng tôi sở dĩ tới ăn mừng sáng ở ngõ Hộ Bộ là vì ở đây được gọi là con ngõ ăn giặc số 1 Vũ Hán. Ở đây còn có một bức bích họa với lại món ăn giặc của Vũ Hán, nhìn xem. Đậu hũ nè, còn có sủi cảo thịt kho, bánh bao màng thầu. Tôi rất thích đậu hũ, giá lại có cả anh Húc ở đây nữa. Tại sao chúng ta lại không đi ăn đậu hũ chứ? Đi. Đi thôi anh Húc, mình cùng đi ăn thử đậu hũ đi. Bỏ đường hay bỏ ớt vậy? Đương nhiên là bỏ đường rồi. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn. Cùng một món ăn nhưng có nhiều cách ăn, nhiều lúc tạo nên các cuộc tranh luận giữa thực khách Nam và Bắc. Món đậu hũ ở chỗ chúng tôi chỉ bỏ đường thôi, không có bỏ ớt. Tôi chưa bao giờ nghe nói đậu hũ nào bỏ ớt. Nhưng ở phía Bắc Trường Giang thì toàn bỏ ớt đó. Nhập gia tùy tục, ở vùng nào nói tiếng vùng ấy. Cô cũng đâu có nói tiếng Vũ Hán. Tôi nói tiếng Vũ Hán nè, sao hả? Cô thắng rồi, ván này cô thắng. Vui quá, vui quá, tôi vui quá. Tuy rằng món đậu hũ bỏ đường này thật sự rất ngon và là món ăn sáng mà người Vũ Hán thường hay ăn, nhưng đối với anh biên tập họ Hút, người miền Bắc từ bé đã ăn món đậu hũ mặn mà nói, lần đầu tiên ăn món đậu hũ ngọt này của người Vũ Hán, thật sự là nhất thời, có hơi khó để chấp nhận được. Cô cứ ăn nha, tôi bỏ thêm ớt. Nè, làm gì có ớt? Rõ ràng bỏ đường vào ăn rất ngon mà. Bỏ đường vào thì mới càng làm nổi lên được mùi thơm của đậu hũ. Anh thấy có đúng không? Có thể phối hợp với tôi một chút được không? Anh quay phim là người Đông Bắc kia mà. Nhưng giờ anh đang ở Vũ Hán, anh lại dám nói đậu hũ phải bỏ thêm. Tôi là một người rất có nguyên tắc. Bỏ thêm cái gì đây ta? Bỏ thêm ớt vào sao? Phải ăn như thế này, rồi cho thêm một ít rau xào rượu lên trên. Đấy mới là cách ăn đậu hũ chính tông nhất đó. Thật sự bái phục anh Hút, tuy không ăn được món đậu hũ ngọt, nhưng món đậu hũ vừa bỏ đường lại vừa bỏ ớt này vào, anh ấy vẫn có thể ăn được. Món này sẽ có mùi vị như thế nào? Trong lúc hai người vẫn đang tranh luận không dứt về món đậu hũ này, thì trên phố chợt vang lên tiếng nhạc DJ rộn rã. Tôi cảm thấy tiệm này rất vui, thực sự mang tinh thần của Vũ Hán. Mọi người thấy vậy không? Mọi người đều rất vui vẻ. Dù ăn ở đây vào ngày mưa, bị mắc mưa nhưng mà vẫn thấy rất vui. Tuy hôm nay Tiểu Ngũ đã ăn rất nhiều món, nhưng bây giờ cô ấy vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng. Đó là phải long trọng giới thiệu cho mọi người một món ăn đại diện cho Vũ Hán. Đó chính là mì khô nóng. Thực ra Vũ Hán có rất nhiều mì khô nóng. Chỉ nội con phố này thôi cũng đã có rất nhiều. Nhưng mà tôi chọn quán này vì quán này thứ nhất rất nổi tiếng, thứ hai mọi người nhìn khách ở bên trong đi, cho nên không cần nói nhiều. Chúng ta vừa ăn thử đi đã.
Nhắc tới mì khô nóng thì không ai là không biết cả. Đây là món ăn sáng lựa chọn hàng đầu của người Vũ Hán. Tình cảm người Vũ Hán dành cho món này thì không cần phải nói nhiều. Tới ngay cả người dùng khác từng tới Vũ Hán, sở dĩ nhớ Vũ Hán, đa phần đều là vì nhớ món mì khô nóng ở Vũ Hán. Trời mưa ăn mì khô nóng với đậu tương là hợp nhất. Xem ra mọi người cũng đang tìm chỗ ngồi giống như tôi, nhưng mà vì họ vội quá nên vừa đứng vừa ăn luôn. Thực ra tôi cảm thấy món mì khô nóng này có ngon hay không là nằm ở chỗ tương của nó. Nếu tương này mà làm ngon thì mì chắc chắn sẽ càng thêm ngon. Cô thấy Vũ Hán cay hơn hay là Trường Xuân cay hơn? Tôi thấy Trường Xuân cay hơn. Trường Xuân cay hơn hả? Nhưng tôi thấy người Vũ Hán ăn cay cũng rất giỏi. Đúng vậy, mấy hôm nay tôi đã không ăn được gì rồi. Vậy sao? Đúng rồi, tôi cảm thấy phải đặt cho cô một biệt danh mới đúng. Tất cả mọi người đều ăn mì khô nóng, ăn cả mấy món cay, chỉ có mỗi cô ấy là ăn hoành thánh. Xem ra cô gái Giang Tô này vẫn chưa quen được với món cay của Vũ Hán. Nhưng mà Tiểu Ngũ hôm nay được về quê, đương nhiên phải ăn cay cho đã rồi. Thực ra vừa rồi tôi đã ăn rất nhiều món ở ngõ Hộ Bộ, có lẽ đã ăn tới 5-6 món cực kỳ nhiều rồi. Nhưng tôi cảm thấy thứ tôi ăn không phải chỉ là ăn vặt, mà còn cả bầu không khí, cả một phong vị. Khi ăn món mì khô nóng này thì nhất định phải ngồi ở nơi đông đúc như vậy, và bên cạnh phải vang lên tiếng Vũ Hán. Chính những thứ ấy đã làm cho món mì khô nóng này một sinh mệnh mới, một mùi vị mới. Nội dung tiếp theo. Các anh tối nào cũng phải mặc quần áo cho ngựa đúng không? Cô cẩn thận đó. Quá, nó nghe lời tôi rồi. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Có thể nhanh lên. Được rồi. Thế giới đẹp biết bao. Hệ thống xe tính năng an toàn, tiên nhân chỉ đường, hướng dẫn đường. Ăn uống no say, tiếp theo đây Tiểu Ngũ chuẩn bị đi tìm giấc mơ khi còn bé của mình. Hôm nay tôi tới đây để hoàn thành một giấc mơ từ khi còn nhỏ của mình. Mọi người có biết giấc mơ này là gì không? Chỉ cần là 8X hay 9X đều có giấc mơ này hết. Giấc mơ này chính là chúng ta hãy cùng nhau cưỡi ngựa đi khắp thế gian phồn hoa. Tuy là tôi chưa tìm được người sẽ cùng tôi đi khắp thế gian phồn hoa, nhưng mà tôi đã tìm được một sân đua ngựa. Nơi mà Tiểu Ngũ đang tới đây là trường đua Đông Phương, nằm ở khu Kim Ngân Hồ Cảnh của Vũ Hán. Nơi đây mỗi tuần hầu như đều có hoạt động đua ngựa. Dòng ngày của đua ngựa thường sẽ tổ chức từ 4 đến 6 trận đua ngựa, cực kỳ náo nhiệt. Còn Tiểu Ngũ hôm nay sẽ là lần đầu tiên tiếp xúc thân thiết với những chú ngựa ở đây. Nơi mà tôi đang đứng chính là chuồng ngựa. Trong đây có tới hơn 200 con ngựa đua. Hơn nữa nghe nói trong đây có rất nhiều giống ngựa quý hiếm. Vậy nên tôi phải vào đây chọn ra một con ngựa mà lát nữa tôi sẽ cưỡi. Ở đây có con ngựa nè. Nó nghiến răng với tôi kìa. Em thân thiện với chị một chút đi. Chị đang thân thiện với em đó. Đừng có cắn chị chứ. Em không ăn thịt mà, đúng không? Không ăn thịt mà hả? Ngoan. Thôi, đổi sang một con hiền hơn vậy. Chào anh đang làm gì vậy? Anh đang đắp chăn cho nó hả? Cho ngựa sao? Tôi mặc thêm quần áo cho nó, buổi tối trời lạnh lắm. Ngựa sợ lạnh sao? Đương nhiên là sợ lạnh rồi. Không phải nó có da sao? Nó có da, con người cũng có da mà. Không phải nó còn có lông sao? Lẽ ra đâu sợ lạnh chứ? Cũng sợ lạnh thôi. Cũng sợ lạnh hả? Vậy có nghĩa là các anh tối nào cũng phải mặc quần áo cho ngựa đúng không? Đúng rồi, tới sáng là phải thay ra vì ban ngày khá nóng. À, vậy ban ngày thì phải cởi ra hả? Thực ra khi tôi tiếp xúc với ngựa cự ly gần thì phát hiện ra mắt của ngựa rất to, hơn nữa còn nghiến răng, nghiến lợi nữa. Một con ngựa nặng khoảng bao nhiêu? Con này khá nhẹ, nếu con to thì nặng tới hơn 500 cân đó. 500 cân? Vậy là xem như bằng 10 lần tôi rồi, đúng không? Đúng vậy. Sao anh biết tôi nặng 50 cân? Rõ ràng tôi chỉ nặng 45 cân thôi. Dù Tiểu Ngũ đã dở đủ công lực đáng yêu ra, thì cũng không thể lấn át được dáng vẻ oai phong của ngựa. Ngựa đây mới là nhân vật chính ở đây.
Hơn 200 con ngựa đua trong trường đua Đông Phung, có gần một nửa đều là ngựa thuần chủng. Chúng xưng bá thế giới nhờ có tốc độ nhanh ở cự ly vừa và ngắn, được thế giới công nhận là giống ngựa cưỡi ưu tú nhất. Vậy nên, nhân viên chăm sóc ở đây khi chăm sóc chúng phải cực kỳ cẩn thận. Tôi có thể thử chải được không? Cô thử đi. Cho tôi thử một chút nha. Có cần thứ tự gì không? Xin chào, soái. À, đây là một mỹ nữ mới đúng. Đúng rồi. Như vậy hả? Chải ra sao? Chải theo chiều lông đó. À, như vậy thì sẽ chải hết được mấy chỗ rối của nó. Sao mông của nó lại ướt như vậy? Sáng nay chúng tôi vừa mới cho nó vận động, nó đổ chút mồ hôi. Đổ mồ hôi? Ngựa sẽ đổ mồ hôi? Chải như vậy đúng không? Như vậy nó sẽ thích hả? Đúng vậy. Giống như là bắt rận cho khỉ vậy. Đúng rồi, y như bắt rận vậy đó. Chị không có nói lớn, em đừng có đá chị. Thôi trải cho anh ấy vậy. Tôi cảm thấy nó khó chịu khi tôi trải cho nó. Nhân viên ở đây thực sự rất chăm chỉ. Ngày nào mọi người cũng bận rộn hết. Đầu tiên mỗi sáng phải tới rửa chuồng cho chúng, rồi dọn sạch phân mà chúng đã thải ra vào hôm trước, rồi buổi sáng phải cho ăn lần nữa, rồi mỗi con ngựa đều phải cần được dắt ra cho đi dạo. Ở đây có tới hơn 200 con ngựa. Tôi cảm thấy công việc này vừa phải chu đáo lại vừa phải tỉ mỉ. Tuy mỗi ngày có thể được tiếp xúc với rất nhiều ngựa quý thật đó, nhưng mà phải làm nhiều việc như vậy, tôi cảm thấy người như tôi chắc là không thể chịu được đâu. Nhờ có sự chăm chỉ của những nhân viên chăm sóc này mà mấy chú ngựa này mới có được trạng thái tốt nhất để phi gió trên đường đua. Đương nhiên, hôm nay Tiểu Ngũ tới đây không đơn giản chỉ là để tham quan. Mục đích của cô ấy là vì có thể chính thức được cưỡi ngựa một lần, tận hưởng cảm giác được cưỡi ngựa tung gió. Hai tay nắm chặt lấy yên ngựa, chân đạp bằng đạp. Hai tay nắm chặt lấy yên ngựa. Có ổn không? Giúp tôi cưỡi với. Được rồi. Chân trái, đúng rồi. Chân đạp lên bằng đạp, đạp lên. Cao quá đi. Dùng sức hất người qua. Phải dùng sức hất chân phải qua. Vậy hả? Đúng rồi. Dùng lực hất người qua. Đừng có la, đừng có hét lên. Bây giờ nắm lấy dây cương. Dây cương dùng để điều khiển ngựa. Khi ngồi trên cần phải nắm chặt dây cương. Phải nắm chặt, hai tay đều phải nắm chặt sao? Phải. Anh tuyệt đối đừng buông tay đó. Chờ chút, đừng buông tay nha. Không sao, cô nắm chặt đi. Dây cương là để điều khiển ngựa. Cô muốn xoay về bên nào thì cô kéo dây cương bên đó về sau. Như vậy nó sẽ chuyển hướng, giống như cô cầm vô lăng vậy. Nếu muốn nó dừng lại thì kéo cả hai bên và sau đó hô. Anh đừng bỏ ra mà. Tôi phải ngồi yên sao? Cô đừng có sợ. Ngồi yên. Ngồi tôi yên. Sẽ luôn bảo vệ cho cô mà, yên tâm đi. Anh sẽ luôn bảo vệ tôi sao? Đúng vậy. Vậy thì tốt rồi. Cô không cần sợ. Nếu cô muốn nó đi thì dùng bàn chân đạp nhẹ vào bụng. Như vậy là nó đi hả? Cô dùng gót chân đạp nó một cái là nó sẽ chạy đó. Được, tôi hiểu rồi. Muốn nó dừng lại thì kéo hai tay về sau nó sẽ dừng. Hiểu không? Được rồi. Tôi sẽ đứng bên cạnh để mắt chơi. Cô đừng hét lên, nhớ đừng có hét. Cô hét lên nó sẽ hất cô xuống đó. Bình tĩnh đi, đừng có hét lên. Đi. Nó nghe lời tôi rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Từ giờ trở đi nó sẽ nghe lời tôi. Tôi có cảm giác muốn phi nhanh rồi. Cô cứ liên tục đập chân, giống như liên tục đập ga khi lái xe vậy. Chân phải luôn giữ ở chân ga, còn dây cương là để điều hướng. Cho nên cô phải luôn xoay vô lăng, luôn nhấn ga. Vậy thì ngựa sẽ đi nhanh dần. Dây cương dùng để điều khiển phương hướng. Vậy tôi có thể tăng tốc một chút không? Có thể không? Nhanh lên một chút. Đi. Ừ, có thể nhanh lên. Đi. Ngồi chắc đó, ngồi thẳng lên. Đi, đi, đi. Đi. Đúng, tay hạ xuống, đừng nâng cao quá. Tăng tốc lên rồi kìa. Cô đừng có la lên, đừng hét lên, đừng có sợ. Được. Đừng có la. Đi, đi. Đi. Tháo chân bên phải ra, lùi về đằng sau. Chú ý phía sau, cẩn thận đó. Đúng rồi, rất đúng. Như vậy hả? Như vậy sao? Tốt lắm, dỗ nó một cái. Lúc xuống ngựa nhớ phải giao lưu với nó một chút. Như vậy người sẽ cảm thấy được khích lệ cổ vũ. Như vậy chính là cổ vũ đúng không? Cô dỗ vào nó, như vậy là khen nó đó. Nó nghe hiểu được tiếng người sao? Cứ giao lưu, nó sẽ biết rằng lúc cô giao lưu với nó chính là đang khen nó. Mỗi lần cưỡi ngựa xong, phải vuốt cổ nó một cái. Vuốt cổ của nó? Nó sẽ hiểu khi cô vuốt cổ là đang cổ vũ khen ngợi nó đó. Vuốt cổ, vỗ cổ của nó? Nó đang vui đó. Khi nó vui, nó sẽ làm như vậy. Đây là lần đầu em gặp chị. Nó đang rất vui đó. Khi nó vui, nó sẽ lắc đầu như vậy. Vậy sao? Thật không? Chứng tỏ là nó rất thích tôi rồi đúng không? Hay quá. Thực ra khi cưỡi ngựa cảm giác có hơi giống lái xe. Thực ra người xưa cưỡi ngựa, phương tiện giao thông của họ cũng giống như chúng ta lái xe ngày nay vậy. Hơn nữa với giống ngựa này tôi nghĩ cũng giống như là được lái chiếc Bentley vậy đó. Phải là giống với Ferrari.
Ferrari luôn sao? Phải là Ferrari hoặc là Porsche. Vì nó là giống ngựa nhanh nhất trong tất cả các giống ngựa, cho nên phải là sánh với xe đua Ferrari. Thực ra với tốc độ rùa bò của tôi, khi đi chiếc Ferrari này thực sự có cảm giác có một chút hổ thẹn với em rồi, đúng không cục cưng? Tôi phải chụp chung với nó một tấm, mà phải chụp ngang rồi chụp theo kiểu chân siêu dài nữa. Giấc mơ khi còn bé đã được thực hiện. Chuyến du lịch của đoàn làm phim tới Vũ Hán lần này cũng đã kết thúc. Là một người Hồ Bắc bản địa, Tiểu Ngũ luôn có một cảm xúc rất đặc biệt dành cho thành phố Vũ Hán này. Giờ tôi đang đứng ở bến phà, nhìn những con phà đi chậm chậm trên sông. Trong bầu không khí bình lặng này, bạn không thể tưởng tượng được đây là thành phố lớn có dân số hàng triệu người. Khi bạn vào sâu trong thành phố này, bạn sẽ thấy thành phố này rất ồn ào đông đúc. Thậm chí có người còn ví von thành phố này giống như một bà điên hiền lành. Thành phố này có những cây cầu kỳ tích của Trung Quốc, cũng có những ngõ chật chội đông đúc. Tôi cảm thấy đây đều là những điểm thu hút của thành phố này. Thực ra tôi cảm thấy một người du lịch, điều quan trọng nhất là phải làm sao phát hiện ra điều đó. Đời sống chợ đêm đúng không? Buổi tối có gì để đi không? Vì chúng tôi chỉ còn ở đây một đêm thôi. Có thể đi ra chỗ bờ sông, ngồi thư giãn ở mấy quán bar, cô hiểu mà. Đừng có quay. Nó nổi nóng rồi. Nếu các bạn muốn xem thêm các nội dung hấp dẫn khác, hãy lên IQG tìm chương trình Thế giới tươi đẹp biết bao. Nếu các bạn muốn trực tiếp giao lưu với tôi hoặc đoàn làm phim, thì hãy follow fanpage của chúng tôi, Thế giới tươi đẹp biết bao.